mọi người đều biết không có một cái formula, đúng không? Mình có những cái mình gọi là building block, mình có những cái kiến thức, những cái hệ thống hóa, những mô hình hóa, nhưng tất cả những cái đó chúng ta đều sử dụng như những cái guidepost mà thôi. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Young Marketer Podcast. Và lần đầu tiên thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hơn 10 tập của podcast của chúng ta, để đi từ hành trình từ việc là hiểu marketing là gì cho tới tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu người tiêu dùng, và từ một cái ý tưởng thương hiệu phát triển ra thành tất cả những cái phía dưới như là về truyền thông, về kích hoạt thương hiệu hay là phát triển sản phẩm mới. Thì ngày hôm nay để mà chúng ta có thể là nhìn lại toàn bộ hành trình cũng như là thống kê lại những cái kiến thức mà chúng ta đã được nói tới, thì Chris và chương trình có mời tới đây một người chị có rất nhiều kinh nghiệm ở trong việc phát triển thị trường ở nhiều cái thương hiệu khác nhau, là chị Phạm Cao Huệ Chi. Chào chị ạ. Chào em, chào tất cả các bạn của Young Marketer. Chắc là để mà trước khi mà mình bắt đầu thì em xin phép được đọc qua một chút xíu về cái hành trình marketing của chị Chi. Chị Phạm Cao Huệ Chi là một trong những marketer hiếm hoi ở Việt Nam, giữ những vai trò toàn cầu ở các tập đoàn đa quốc gia. Cụ thể như chị Chi từng là Global Brand Director của Dunhill London, Global Marketing Manager phụ trách Product Innovation ở Kimberly Clark, với hơn 17 năm kinh nghiệm ở nhiều ngành và ở nhiều tập đoàn lớn như Kimberly Clark, Unilever, PepsiCo, GSK và BAT. Chị Chi chắc chắn sẽ đem nhiều kiến thức và nhiều góc nhìn cho các young marketer theo dõi tập podcast này. Vậy thì buổi hôm nay chị Chi thì chắc là em sẽ muốn coi nó như kiểu một cái masterclass, tức là một cái buổi mà mình sẽ nhìn một cái case rất là cụ thể, mình sẽ nhìn vào những cái kinh nghiệm của chị từng làm ở một cái brand, một cái thương hiệu trước đây, để mà có thể thấy một cái góc nhìn nó rất là kết nối tất cả những kiến thức mà các bạn đã từng nghe ở trong các buổi trước. Mình sẽ đi từ câu chuyện là với một thương hiệu đang gặp một cái thử thách về mặt kinh doanh ra sao, và mình sẽ giải quyết bài toán đó dưới góc độ marketing như thế nào, và từ đó thì đâu là cái bước phát triển tiếp theo cho thương hiệu này. Thì chắc là em sẽ muốn là nhìn vào case nó rất là cụ thể. Panadol là một cái thương hiệu mà chị đã phát triển một cái định vị thương hiệu tại Việt Nam và đã được mang lên tầm global. Thì đó sẽ là case mình sẽ nói tới nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn Chris. Trước khi mình nói về một cái case cụ thể á, thì chị cũng có theo dõi những tập trước của Young Marketer, thì các bạn đều đào rất là sâu và rất là chi tiết và có tính hệ thống rất là cao trong từng cái topic một, những cái component một của marketing hay của brand marketing nói riêng. Cho nên chị hy vọng rằng cái buổi ngày hôm nay mình mang hình thức hơi hệ thống hóa hơn một chút xíu, tức là mình sẽ conceptualize nó một chút xíu để mọi người có thể nhìn thấy là những cái điểm tiếp nối của nó như thế nào. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái case cụ thể đó thì chị cũng có hai cái lời khuyên mà chị nghĩ là trong quá trình công tác của chị thấy nó rất là khi mà mình phát hiện ra thì nó trở nên rất là quan trọng trong cái quá trình mà mình tư duy và mình thực hành. Thì thứ nhất á, là marketing như mọi người đều biết không có một cái formula, đúng không? Mình có những cái mình gọi là building block, mình có những cái kiến thức, những cái hệ thống hóa, những mô hình hóa, nhưng tất cả những cái đó chúng ta đều sử dụng như những cái guidepost mà thôi. Và nó không bao giờ không thể nào mà one size fits all được. Thì trong cái case cụ thể này cũng vậy, tụi em cũng sẽ thấy thấp thoáng đâu đó những bài học tụi em đã học được ở những cái case trước, nhưng mà cái cách kết nối của nó như thế nào, cái hoàn cảnh cụ thể nó tạo nên những cái quyết định trong từng phần quyết định đó thì nó sẽ khác biệt case by case. Thành ra mình sử dụng cái này để mình illustrate, cũng không có nghĩa là đây là công thức chung, không có nghĩa đây là cách duy nhất. Thì đó là cái bài tập đầu tiên, cái bài học đầu tiên mà chị nghĩ là chúng ta phải rất là rõ ràng. Cái bài học thứ hai á, là người làm marketing á, có một cái nhận thức rất sâu sắc là nó là một quá trình. Đặc biệt là khi mà mình gọi là build brand, nó là một quá trình. Có rất là nhiều bài tập mình làm đi làm lại. Mỗi một năm mình đều refresh lại. Tại mỗi một thời điểm của một cái brand thì cái context nó đã khác rồi. Cái challenge nó đã khác rồi, cách tiếp cận nó đã khác rồi, người tiêu dùng đã khác rồi. Và chính vì thế khi mà tụi em có nghe một case study nào đó thì nó chỉ là snapshot của một cái brand tại một thời điểm hết sức cụ thể. Mình có thể sử dụng context xung quanh cái case đó để mình kết nối, để mình xem là mình giải thích cho những cái concept mình đã học, nhưng mình luôn luôn hiểu rằng nó chỉ là một câu chuyện tại một thời kỳ nhất định, tại một thời điểm nhất định. Thì cái câu chuyện về Panadol chị sẽ chia sẻ là vào trong giai đoạn năm 2011, 2012, 2013, cái giai đoạn đó. Thì từ giai đoạn đó đến bây giờ thì tụi em cũng biết là cái thế giới của consumer healthcare hay là thế giới của health and wellness nó đã thay đổi vô cùng nhiều. Thành ra sẽ có những cái câu chuyện em nghe nó nghe rất là relic, nó rất là lịch sử, nó cũng cũ rồi. Thì mọi người đều giữ trong keep in mind cái đó.
khi mà mình nghe những cái câu chuyện giống như vậy ha. Thì đấy là hai cái mà chị muốn trước khi mình đi vào case cụ thể thì mình rất là cụ thể cái đó đã. Em rất đồng ý với chị Chi, tại vì là khi mà mình share thì có thể là cái thứ mà podcast luôn mang tới, tụi em mang tới, đấy là một cái real story, tức là bạn sẽ dựa vào kinh nghiệm để xem là đâu là những cái góc nhìn chung và đâu là những góc nhìn nó khác biệt hơn. Nên là rõ ràng là ở rất nhiều tập khác nhau thì có những cái thinking rất khác nhau từ những cái bạn đang mới tờ trẻ hay là những cái anh chị lớn ở trong ngành. Và bên cạnh đó thì cái thứ mà em sẽ muốn nhắc lại trước khi mình đi vào cái case cụ thể á, là tất cả những cái chia sẻ của mình nó đều đến từ cái thời điểm đó và đến từ những góc nhìn của mình ở thời điểm đó. Tại vì rõ ràng là mình có thể phát triển lên, có thể thời điểm đó mình nghĩ sai, thì ngay cả trong cái tập mà tụi em chia sẻ thì cũng em nói là thời điểm đấy thì bọn em không nghĩ nó được như vậy á, thì đấy sẽ là cái mà tụi em sẽ muốn remind lại trong buổi ngày hôm nay. Ok, vậy thì mình sẽ đi vào cái case cụ thể của Panadol. Thì chắc là em nhờ chị Chi brief lại cho một chút xíu là ở thời điểm đó thì khi mà chị nhận thương hiệu đó thì Panadol đang phải giải quyết một cái business challenge như thế nào. Cái context của Panadol nó cũng hơi khác những cái challenge về brand khác mà chị đã trải qua. Thực ra khi mà mình nhìn vào cái bài toán của thương hiệu thì trước tiên bao giờ mình cũng sẽ nhìn vào cái bài toán của kinh doanh trước. Thì tại thời điểm đó GSK Consumer Healthcare mình được tính là công ty gọi là leading ở trong thị trường Việt Nam, nói chung là vai trò số 1 trong cái ngành hàng mà mình tham gia vào. Tuy nhiên nếu mà nhìn về cái tổng thể thị trường và cái miếng bánh thị trường mình gọi là addressable market á, tức là cái miếng bánh thị trường hiện tại á, thì nó còn quá nhỏ so với tiềm năng, kể cả về mặt dung lượng cũng như về mặt giá trị. Thành ra là khi mà mình nhìn vào cái bài toán kinh doanh thì đấy là một cái câu hỏi lớn hơn rất nhiều với cả một câu hỏi về brand. Thì khi mà tụi chị bắt đầu là tụi chị bắt đầu với cả một cái hành trình là vậy thì cái ambition, cái tham vọng về mặt kinh doanh của GSK tại Việt Nam là như thế nào. Nó khá là, nó khoảng độ 2-3 bước trước khi mình đi đến câu chuyện về chiến lược thương hiệu. Thì chị nghĩ điểm này là một cái điểm cũng khá là interesting. Khi mà mình reflect lại giống như vai trò người làm brand marketing á, thì mình sẽ thấy là as a brand marketer, tụi em sẽ thường nhận được một cái bài tập là chúng ta có một cái challenge như sau về brand, vậy thì chúng ta làm thế nào? Tuy nhiên, mình sẽ luôn luôn có một cái động thái là mình sẽ hỏi là tại sao cái brand challenge của mình nó được frame giống như vậy? Tại vì nó sẽ đến từ những góc độ khác nhau, nó đến từng thời kỳ khác nhau, đến từ nhu cầu kinh doanh khác nhau và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái gọi là cái business ambition tại thời điểm đó. Thì nó không có sinh ra mình gọi là in the vacuum, đúng không? Nó có rất là nhiều context xung quanh đó. Thì tại thời điểm đó thì thị trường Việt Nam giống như chị nói, GSK thực sự là có một cái big push và consumer healthcare. Nếu mà tụi em có theo dõi dòng sự kiện á về consumer healthcare thì tụi em sẽ thấy là GSK consumer healthcare in particular giai đoạn vừa qua, 10 năm vừa qua, họ làm rất nhiều merger and acquisition, họ mua bán sáp nhập và họ thực sự là càng ngày họ sẽ realize một cái ambition của họ là trở thành gọi là leading consumer health trong rất là nhiều category, và không chỉ là healthcare in OTC drug mà còn go beyond. Và đấy là những cái bước mà họ bước rất là xa so với cái thời kỳ năm 2011-2012 mà mình đang nói ở đây. Thì tại cái thời điểm đó là cái early, rất là early stage của cái push đó. Cho nên khi vào thị trường Việt Nam thì cái business challenge của chị là làm thế nào mình không phải là một cái công ty 15-20 triệu bảng, mà làm thế nào mình sẽ trở thành một cái công ty 100 triệu bảng. Làm thế nào mình trở thành một công ty không chỉ tăng trưởng ở mức độ 3% hay là 5% giống như là những cái compare ratio mình hay thấy ở trong thị trường consumer health, mà mình tăng trưởng như một consumer goods company, fast moving consumer goods company, là thời gian đó là tăng trưởng khoảng 7% đến 10 mấy%. Thì đấy là nó thay đổi hoàn toàn, nó reframe lại hoàn toàn cái cách nhìn về mặt strategy chiến lược của kinh doanh ở trong nội bộ công ty. Mà bởi vì như vậy nên tụi chị mới nhìn là vậy thì đối với cả cái portfolio hiện tại, đối với những cái nền tảng hiện tại đang có ở Việt Nam thì làm thế nào để chúng ta có thể có những tăng trưởng đó. Thì trong cái context giống như vậy thì Panadol luôn luôn là một cái brand flagship, mình hay gọi là cái brand name on the door, tức là mỗi một công ty đều có một cái brand giống như vậy, gần như là một cái nồi cơm của công ty, gần như là một cái mark về sự tự tin trong thị trường. Mỗi khi mình đến gặp mỗi một retailer, một pharmacy, mình chỉ cần nói là tôi làm cho Panadol, họ sẽ mời em vào để nói chuyện, mình sẽ có rất nhiều cơ hội kinh doanh mở ra. Thì đấy là cái tầm quan trọng của cái thương hiệu này trong portfolio và cái context kinh doanh của GSK. Và mình đều biết là mọi người sẽ đều nói là để tăng gấp 2, gấp 3 chúng ta sẽ phải tăng trưởng portfolio, chúng ta sẽ phải cover nhiều thị trường hơn, chúng ta phải có nhiều người tiêu dùng hơn. Thực tế thì bao giờ mình cũng sẽ bắt đầu từ cái chân trụ của mình trước. Thực tế là cái bài toán đấy nó có thành công hay không á, không phải từ sản phẩm mới,
mà nó sẽ từ cái sản phẩm core. Qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm của công ty khác nhau và cũng qua rất nhiều cái bài toán tương tự giống như vậy ở các thị trường khác nhau, thì chị nhận thấy rằng là mình có thể rất là ambitious với những innovation, với những cái bet mới trên thị trường, nhưng mà cái mức độ thành công á, nhiều khi nó đến từ những cái sản phẩm vốn dĩ là mình gọi là rất là established, hoặc là những cái brand mà mình gọi là những cái asset sẵn có. Thì khi mà bọn chị nhận cái bài toán kinh doanh đó thì đồng thời là xác định ngay là Panadol sẽ là cái chân trụ và là cái leading brand cho cái quá trình tăng trưởng đó. Đương nhiên không chỉ là một mình Panadol, nhưng nó sẽ phải tạo ra một cái platform làm sao đó để mình có thể tận dụng cái nguồn tài nguyên mình build cho cái brand đó, nó trở thành tài nguyên chung của toàn bộ cái consumer platform. Thì đó là cái context chung về mặt business. Khi mà bọn chị làm một cái brand audit thì mọi người đều biết đúng không? Các em đã học ở những cái chương trước là mình sẽ làm một cái competition audit, mình làm một cái category audit, mình làm một cái brand audit, consumer audit. Thì mình cũng làm những cái bước giống như vậy. Và trong quá trình mình làm brand audit thì những cái kết luận của brand audit như sau. Những cái chỉ số mình gọi là vital sign của brand á, gần như 100%. nếu như em nhìn vào một cái chiếc brand mà nó có độ nhận biết gần như là 99%, 100%. Khi nhìn vào một bạn brand mà khi nó nhận biết cũng như top of mind vô cùng lớn, họ những người mà khi họ ở trong thị trường, tức là họ có intention, họ có nhu cầu, họ sẽ lựa chọn cái gì, đâu là cái brand mà họ nhận định là tốt nhất trên thị trường, gần như là 100%. Trong tất cả những cái chỉ số đó, gần như là cái brand nó đã đạt ngưỡng của nó rồi. Vậy thì cái challenge thực sự của mình là vậy thì đâu là cơ hội để tăng trưởng? Cái room to grow sẽ là gì? Thực sự cái brand này problem hay challenge nó nằm ở đâu? Rất là dễ khi mà em làm một cái brand audit và em phát hiện ra nó có bệnh, đúng không? Hay là nó có cơ hội ở đây ở kia. Thì đối với Panadol á, cái bước đầu tiên khi mà mình làm cái bài tập đó là những cái con thông số trả về đều rất là tốt. Vậy thì làm thế nào? Thì thực ra cái vấn đề, cái business challenge nó không có nằm ở vấn đề của thương hiệu. Nó nằm ở vấn đề của category. Nó nằm ở những cái barrier sẵn có của một cái ngành hàng, gọi là ngành hàng sức khỏe. Nếu mọi người có thể nhìn vào một số thông số, mọi người sẽ thấy trong các vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, vấn đề về đau, đúng không? Mình có rất nhiều thể đau, đau đầu, đau toàn thân, đau xương cốt, vân vân và vân vân. Thì đau là một cái mình gọi là một cái thể condition về health của người tiêu dùng có mức độ incident rất là cao, cao nhất. 75%, 80% dân số Việt Nam đã từng bị một cái chứng đau nào đó. Và cái frequency cũng rất là cao. Tôi đến mình hỏi là trong monthly thì như thế nào thì nó cũng rất là cao, nó phải quá bán. Thì nếu mà mình nhìn vào gần như là cái mức độ phổ cập của cái chứng này thì nó rất là cao. Thế nhưng mà số những người mà thực sự sử dụng sản phẩm để điều trị cơn đau của họ thì rất là thấp. Và tại sao lại thấp như vậy? Thì khi mà mình đào qua Q&A, các cái thông số về mặt consumer insight và cũng như là mình đi thực địa thì mọi người sẽ phát hiện ra một điều là thực ra nó là một cái universal insight không chỉ mỗi thị trường Việt Nam, ở tất cả các thị trường mình đều gặp, đặc biệt trong ngành consumer health. Đó là người tiêu dùng họ rất là avoidance. Họ sẽ chịu đau, họ sẽ chịu đựng để họ cope. Và họ sẽ không có sử dụng thuốc. Có rất nhiều barrier xung quanh cái câu chuyện là sử dụng thuốc để mà điều trị những cái chứng này của mình. Có những cái barrier liên quan đến câu chuyện về văn hóa. Có những barrier liên quan đến vấn đề về affordability. Nhưng mà có rất nhiều barrier xung quanh cái chuyện là tôi không hiểu quá rõ. Tôi không hiểu quá rõ về cái solution đó. Và khi mà nó tạo cho người tiêu dùng có một cái mình gọi là doubt hay mình gọi là confusion á, thì thường là họ sẽ walk away. Đúng không? Mọi người đều biết cái fallacy của decision là khi mà đến gặp một vấn đề tôi hoặc là biết hoặc tôi không biết thì tôi sẽ tìm một cái cách nào đó để tôi tìm hiểu, nhưng nếu mà tôi cảm thấy rất là lẫn lộn, tôi cảm thấy rất là confused, tôi không tự tin vào quyết định của mình thì tôi sẽ walk away. Thì thực ra cái barrier đó rất là lớn trong thị trường Việt Nam, phần lớn người tiêu dùng họ không có tự tin. Thì bọn chị có classify ra là vậy thì cái barrier lớn nhất của người tiêu dùng của Việt Nam là người tiêu dùng Việt Nam không có tự tin trong quá trình self care. Thì cái concept self-care những cái năm 2012-2013 nó rất là nhỏ, nó khá là, nó hơi bị cấp tiến một chút xíu. Vì tại thời điểm đó nếu mà mình nói cái từ là tự chăm sóc bản thân hay là đưa bản thân lên hàng đầu đó, nó có rất nhiều những cái nuance về mặt văn hóa ở đó, em cũng biết đúng không? Mọi người thường có cái xu hướng là sẽ đặt người khác lên trước, đặc biệt là gia đình thì sẽ đặt mẹ thì sẽ đặt con lên trước, đặt gia đình lên trước, trước khi mà mình tự chăm sóc cho bản thân mình, trước khi mình đầu tư vào bản thân mình. Thì những cái yếu tố về văn hóa đó, những cái năm đó nó còn cũng rất là cao. Thành ra tụi chị mới phát hiện ra là vậy thì cái vấn đề của Panadol là một cái vấn đề về category, về người tiêu dùng nói chung.
bây giờ muốn unlock cái value của thị trường này, giống như mình nói lúc đầu, không chỉ phải là một cái category 10 triệu, 20 triệu mà 100 triệu và hơn thế nữa, thì thực sự nó sẽ là một cái hành trình chuyển đổi cái nhận thức của người tiêu dùng và cái hành vi của người tiêu dùng. Thì cái đó là cái context khi mà mình bắt đầu mình đưa bước đầu tiên là define cái vấn đề của mình là gì. Thì cái vấn đề của nó không phải là vấn đề của brand. Vấn đề sẽ là, câu hỏi của brand sẽ là vậy thì làm thế nào? Với tư cách một cái brand mà gần như là 100% trong tâm trí người tiêu dùng, tôi có thể address cái vấn đề này. Thì đó là cái bước tiếp theo mà mọi người bắt đầu đi tìm kiếm. Vậy thì cái insight nào? Đâu là cái cửa ngõ để cái brand nó bước vào và để giải quyết cái vấn đề lớn này. Thực ra tại thời điểm đó khi mà define cái problem á, nó không phải quá khó để nhìn ra cái vấn đề đó, không quá khó để nhìn ra là cái điểm để unlock cái thị trường này là làm sao mình phải tạo được một cái nhận thức mới cũng như cái behavior liên quan đến câu chuyện self care và để cho tạo ra người tiêu dùng tự tin vào những cái quyết định của mình. Không quá khó để nhận ra cái challenge đó. Cái khó là vậy thì với tư cách một chiếc brand, một cái thương hiệu về thuốc, cái cách mà mình bước vào cái thị trường này như thế nào? Thì em cũng hiểu là khi mình nói về thuốc, nó có rất là nhiều những cái rào cản về kỹ thuật. Nói nôm na là như vậy, xung quanh thuốc. Người tiêu dùng hiểu về thuốc rất là ít. Gần như là có một cái tư thế hết sức gọi là không chủ động, rất là phụ thuộc khi mà nói đến những cái quyết định về thuốc. Bởi vì ngay lập tức khi mà nói đến thuốc, nói đến vấn đề sức khỏe là họ sẽ coi như đấy là không phải lĩnh vực mình có thể hiểu. Và sẽ gần như là rely vào either là pharmacist, đúng không? Tức là những cái bạn y dược sĩ hoặc là bác sĩ. Và mình cũng biết là cái hệ thống đó, cái ecosystem đấy ở Việt Nam mình, cái mức độ accessibility nó không quá tốt. Mọi người có thể rất dễ dàng đến gặp pharmacy chẳng hạn. Nhưng mà nếu em bước vào một cái pharmacy ở Việt Nam, gọi là traditional trade trong ngành pharmacy của Việt Nam á, thì mình sẽ thấy gì ạ? Mình sẽ thấy một cái kệ mà vô cùng nhiều thuốc. Các tên thuốc mình không đọc được, mình không hiểu nó là cái gì. Thậm chí khi mình mô tả cái chứng đau của mình, nó cũng là một vấn đề nữa. Tại vì khi mô tả chứng đau, nó cũng rất là subjective, nó không có từ để nói. Người ta chỉ biết tôi đau đầu, nhưng mà đau đầu ở đâu, đau đầu bên tay phải, đau nửa đầu, đau âm ỉ, đau dài, mức độ mạnh yếu. Người tiêu dùng không có những cái từ ngữ để mô tả cái chuyện đó. Thế là có rất nhiều những cái barrier, mình gọi là barrier mặt kỹ thuật, để mà tiếp cận từ người tiêu dùng trực tiếp đến cái solution mà họ cần. Thì đấy là cái mà khi mà mọi người nhìn cái context thị trường giống như vậy thì làm thế nào từ một cái thương hiệu gọi là thương hiệu người tiêu cho dành cho người tiêu dùng, làm thế nào tôi kết nối cả cái chặng đường quá dài như vậy. Nó có rất là nhiều khúc gãy, cái điểm gãy của thị trường này nó vô cùng nhiều, nó gần như là 1001 điểm gãy trên suốt cái chặng đường đi tìm solution giống như vậy. Và cái điểm gãy nào nó cũng cần phải giải quyết một cách fundamental và một cách triệt để thì nó mới tiến tới được cái solution cuối cùng. Thì làm thế nào, đâu là cái điểm mạnh mà tôi có thể leverage, đâu là cái asset mà tôi có thể leverage từ mặt thương hiệu để tôi kiến tạo ra cái solution đó. Thì đó là cái context và cái business challenge của Panadol. Chắc là để em recap lại một chút xíu là Pano thời điểm đó là đang ở vị trí market, em nghĩ là market leader tại Việt Nam về câu chuyện là thuốc giảm đau, và rõ ràng là mình nhìn thấy nó rất là khó để mà tăng trưởng thêm nữa, tại vì tất cả mọi chỉ số đã là max rồi, thì mình chọn cái phương án là ok, làm sao để mình có thể mở rộng được cái ngành hàng hơn, đúng không? Tại vì là một tư cách làm cái leader thì mình sẽ chọn cái phương án đó. Nhưng mà cái em hơn hơi hơi tò mò là tại sao ở thời điểm đó mình lại chọn cách là mình mở rộng ngành hàng thay vì việc là mình có thể là uptrade, tức là mình đưa ra những cái sản phẩm mà nó có thể là cao cấp hơn. Tại vì rõ ràng là mình nhìn thấy một cái need ở thời điểm đó là người dùng họ sợ cái tác dụng phụ của thuốc giảm đau á, thì em hơi tò mò, thì có thể là em đang không quá hiểu về ngành thuốc á, thì chị giải thích cho em được không? Thì cái đấy cũng là một cái tip mà chị cũng muốn đưa vào. Đứng trước một cái business challenge như thế, rõ ràng có rất nhiều scenario, rõ ràng có cực kỳ nhiều những cái phương thức hay là cách tiếp cận khác nhau. Cách tiếp cận giống như em vừa mô tả cũng là cách tiếp cận rất là hiệu quả. Mình cũng có nghĩ tới cái câu chuyện là về thì pricing đóng vai trò như thế nào, affordability đóng vai trò bao nhiêu ở trong cái quyết định của người tiêu dùng. Thì một chút thông tin về context là tại thời điểm đó thì Panadol gần như là gấp 2, giá gần như gấp 2, đôi khi có thể gấp 3 cái mặt hàng thay thế. Tại vì cái sản phẩm đó cũng là một cái sản phẩm khá là generic về mặt công thức.
nó không phải là cái gì quá phức tạp về gọi là hàm lượng về mặt công nghệ ở trong đó mà nói, thì nó không có được gọi là IP bảo vệ một cách rất là defendable để mà có thể trả một cái premium giống như vậy. Thì khi mà tụi chị nhìn vào cái pricing thì nó rõ ràng nó là một cái lever mình sẽ, một cái mình gọi là commercial lever mình sẽ address tại một thời điểm nào đó, nhưng mà bọn chị quyết định không có đặt nó lên hàng đầu. Bởi vì sau rất nhiều quá trình mà Panadol cố gắng với một cái brand mà một cái thương hiệu mạnh giống như vậy, với một cái distribution mạnh giống như vậy, cũng đã từng nghĩ đến cái câu chuyện đưa ra những cái mức giá tốt hơn để có thể induce người tiêu dùng người ta upgrade, thì thực ra cái hiệu quả rất nhỏ. Tại vì fundamentally cái problem của người tiêu dùng khi mà họ không dùng thuốc giảm đau là họ không dùng, chứ không phải là bởi vì họ là cái giá nó quá cao. Đặc biệt đối với sức khỏe thì mọi người sẽ thấy một cái điều là bình thường người Việt Nam mình sẽ coi cái chuyện là giá càng cao nghĩa là chất lượng càng tốt. Và khi mà sức khỏe của tôi mà tôi thực sự tôi cần cấp và tôi cần phải tìm một cái thuốc tốt cho tôi, em sẽ thấy phần lớn người Việt Nam khi ra ngoài hiệu thuốc sẽ hỏi cho tôi cái thuốc tốt nhất ạ, cho em cái thuốc nhanh nhất ạ, đúng không? Người ta sẽ không compromise cái efficacy hay không compromise cái quality đó bởi vì 500 đồng một viên hay là 1.000 đồng một viên. Cái mức giá chênh lệch đấy nó không phải là cái rào cản để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Thì bọn chị cảm thấy đó là một con đường ngắn, từ cái runway nó có chứ không phải là không, cơ hội nó có, nhưng mà nó là một cái runway khá là ngắn. Cho nên để mà trả lời cái business challenge là làm thế nào để tăng trưởng gấp đôi, gấp ba cái miếng bánh ở đây thì nó sẽ không giải quyết vấn đề một cái triệt để. Và vì thế ngay từ đầu mình đã coi cái đấy nó chỉ là một cái secondary lever chứ không phải là cái mục tiêu đầu tiên. Thì cái tip mà chị muốn chia sẻ với mọi người đây là khi mà mình đến với một cái quyết định rất là lớn, tức là đây sẽ là cái defined problem mà tôi sẽ tập trung giải quyết, thì thực ra có rất nhiều scenario và rất nhiều cách giải quyết. Em sẽ có rất nhiều góc độ và cách suy nghĩ khác nhau. Thì cái đó là cái gọi là cái hurdle đầu tiên mà cái người làm brand sẽ phải vượt qua. Không chỉ convince bản thân mình, tức em không thể tự phản biện cho bản thân mình để mình hoàn toàn tin tưởng và convince vào đó, mà thực ra em còn phải đưa cả một cái đoàn tàu phía sau em, team của mình, đội ngũ của mình và công ty của mình. Vì khi tất cả mọi người cùng tin tưởng và cùng believe vào một cái mission giống như vậy, đây là cái vấn đề chúng ta giải quyết và đây là cách chúng ta tiếp cận, thì lúc đó mình mới có thể thực sự còn một câu chuyện đường dài. Thì thông thường á, chỉ có một cái sounding board, bao giờ mình cũng sẽ thiết lập xung quanh mình những cái người mà mình thực sự là mình rất là trust, mình rất là tin tưởng vào cái góc nhìn của họ. Mình luôn luôn cảm thấy là họ challenge mình ở những điểm cực kỳ là quan trọng. Họ có những cái sensibility về mặt thị trường mà maybe mình sẽ không có quá tập trung được như họ. Thì đó là những cái gọi là chuyên gia mà chị sẽ somehow mình sẽ tổ chức xung quanh mình như một cái sounding board, một cái council để mình phản biện cùng, để mình có thể trao đổi và mình có thể lấy ý kiến. Không nhất thiết nó phải là một cái organized meeting, không nhất thiết nó phải là một cái gì đó nó rất là hoành tráng hay là informal, nhưng mà nó sẽ là những cái ongoing conversation. Vì trong quá trình đấy không chỉ là em lấy thông tin và trao đổi thông tin, mà em sẽ còn build được những cái rapport và những cái buy-in với tổ chức của mình. Thông thường em sẽ thấy marketing, brand marketing bạn nào mà rất là tốt đó, thường rất là thân với sale, vô cùng thân với các bạn sales, bởi vì họ có một cái cách nhìn nó gần như là bao giờ có một cái góc nhìn ở cái blind spot của người làm marketing. Họ nhìn câu chuyện nó rất là thực chất, họ nhìn cái câu chuyện nó rất là đơn thuần và đơn giản. Cho nên nhiều khi trong cái quá trình mà mình hình dung, mình kết nối các cái dot á, mình có những cái nó quá conceptualize, mình chưa bring nó xuống down to earth, mình cũng chưa thực sự là nghiên cứu cụ thể, chưa thực sự phản biện, thì họ sẽ là những cái liều thuốc mình gọi là acid test. Vì khi những cái câu hỏi còn thường trúng huyệt. Cho nên khi mà đối với chị cái quá trình trao đổi và có những cái gọi là small talks, những cái small informal conversation giống như vậy, đối với đội ngũ sale tất cả rất là nhiều cấp đều rất là quan trọng và nó rất là helpful. Thì đối với Panadol, khi mà mọi người cùng build cái ambition về một cái brand mà mình có thể build công ty lên 100 đến cấp đôi, cấp 3 ở thị trường Việt Nam á, thì khi mà mình nói đến cái câu chuyện là bởi vì chúng ta phải mở rộng từ những cái bánh ra, thì em sẽ thấy những cái gật đầu ở trong đám đông, em sẽ thấy cái sự đồng thuận, và cái đấy nó sẽ build cho mình rất là nhiều cái confidence là thực sự là công ty có cái commitment và cái conviction làm cái chuyện đó, và em có một cái force đằng sau em, ra em có một cái đội ngũ đằng sau em sẽ support em cái chuyện như vậy.
Thì đó là một cái tip mà chị muốn đưa vào, tức là khi mà mình đưa ra bất cứ quyết định nào, luôn 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 có những cái sounding board giống như vậy, vì nó sẽ rất là helpful trước khi mình chốt một cái ý kiến và mình chốt một cái quyết định nào đó hết sức quan trọng. Dạ em rất là đồng ý về ý kiến này luôn, tại vì trước tụi em cũng trong anh trong vài tập trước á, cũng rất nhiều anh chị sẽ luôn luôn khuyên là để mà làm marketing thì nhiều khi có một cái có luôn luôn có một conflict giữa giữa sales và marketing á, và mình luôn luôn phải là người đi giải quyết chuyện đó, nhưng thực ra không phải, là tại vì mình nếu như sử mình có thể đưa cho họ một cái concept hay đưa cho họ một cái solution, mà một cái giải pháp mà khi mà ra ngoài đường họ bán được hàng và họ giúp cho họ tốt hơn thì rõ ràng là mình sẽ có được support họ rất là dễ dàng. Thì em nghĩ đấy là một cái thứ một cái lời khuyên lại được nhắc lại ở đây. Dạ em hiểu về cái business challenge, tức là cái bài toán kinh doanh ở thời điểm đó mà Baron đã gặp phải và đâu là cái hướng lựa chọn. Chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều những cái phương án khác nhau để mình giải quyết vấn đề đó, và cuối cùng cái phương án lựa chọn là làm sao để mình có thể mở rộng cái miếng bánh của mình ra. Em sẽ tò mò hơn về cái giai đoạn tiếp theo á, tại vì em nghĩ nó cũng là một cái vấn đề hơi 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 bị nhạy cảm, là tại vì mình đang làm ngành giảm đau và rõ ràng là người tiêu dùng đang có những cái barrier nhất định về câu chuyện là bởi vì thuốc giảm đau nó sẽ không quá tốt cho cơ thể. Thì ở thời điểm đó mọi người chọn chọn cái cách định vị làm thế nào, mọi người tìm ra một cách định vị từ câu chuyện là tìm hiểu insight và tìm hiểu về nhu cầu người tiêu dùng để mà ra được cái phương án tiếp theo. Thực ra ngành dược là một cái ngành mà gọi là highly regulated. Nếu mà tụi em có để ý về tất cả những quảng cáo, tức là những cái thông tin của ngành dược mà tụi em có thể tiếp xúc, đúng không? Thông thường mình sẽ thấy là những cái mẫu quảng cáo này này kia của ngành dược, thì phần lớn trong đó, ví dụ một cái TVC 30 giây thì sẽ có đến 20 giây để nói về những chống chỉ định này và những cái câu chuyện là các bạn nên, các bạn phải suy nghĩ rất kỹ, các bạn đây là trách nhiệm vân 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 vân. Trước còn chỉ có 10 giây, 1/3 là để nói về sản phẩm hay là về mặt branding. Và cái vấn đề compliance trong ngành dược nó vô cùng lớn. Có một câu nói đùa là trong ngành dược là compliance number one vừa mới đến customer hay là mới đến consumer. Nó có rất nhiều cái truth ở trong đó. Tại vì khi mà em làm trong cái ngành hàng mà nó sensitive giống như vậy, chị muốn nhắc lại một cái từ khóa mà young marketer nói rất nhiều, đó là một cái người làm nghề tử tế và có trách nhiệm. Thì đối với những ngành hàng giống như vậy thì cái sự có trách nhiệm á, thực sự là rất quan trọng. Đối với rất nhiều bạn marketer, mình sẽ luôn luôn nhìn thấy cơ hội. Nhưng khi mà mình vào những ngành hàng giống như vậy, mình sẽ nhìn thấy những cái break, mình sẽ nhìn thấy những cái điểm mà mình phải thắng lại, mình phải suy nghĩ chín chắn, mình phải thấu đáo và mình phải hết sức có trách nhiệm với những cái quyết định của mình. Vì nó liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng, nó liên quan đến an toàn và sức khỏe của bệnh nhân. Và mặc dù là có rất nhiều những cái framework xung quanh mình về mặt regulatory, không chỉ là external đâu mà internal compliance, để mà thắng mình lại, để giúp mình luôn luôn có một cái boundary để mình suy nghĩ lại và hết sức chín chắn với những cái quyết định của mình. Nhưng đồng thời mỗi người làm marketing mình sẽ đều phải tự học cái bài học đó. Thực ra cái case GSK và Panadol với chị là một cái case hết sức quan trọng personally, tại vì đó là nơi mà thực sự chị học là cái trách nhiệm khi mà mình đến với người tiêu dùng của một cái sản phẩm là nó như thế nào. Nó vô cùng quan trọng, nó không thể chỉ là câu chuyện lip service, nó không chỉ là tôi đã tích tất cả những cái box, mà nó thực sự là nó phải là cái mà mình mất ngủ. Nếu mà mình đưa ra một cái claim, mình cảm thấy cực kỳ mất ngủ, nếu như mình cảm thấy là bản thân mình khi mà nghe cái đó, mình có cảm thấy yên tâm khi mình giới thiệu cho bố mẹ mình, cho con cái mình, cho họ hàng của mình hay không, vì nó liên quan trực tiếp đến cái hết sức quan trọng của người tiêu dùng. Quay lại cái câu hỏi của em là một cái ngành hàng, một câu chuyện khá là sensitive giống như vậy, về mặt an toàn, về mặt dược phẩm, thì bọn chị khi mà tìm về chiến lược này á, mình cũng nghiên cứu rất là kỹ và mình cũng tham khảo về mặt expert, mình có một cái đội ngũ gọi là medical expert ở trong công ty để hiểu rất là rõ là vậy thì cái safety profile của Panadol là như thế nào. Thì đây là một vài cái thông tin hơi kỹ thuật một chút xíu, nhưng mà vì em hỏi một cái vấn đề khá nhạy cảm thì chị cũng share luôn là paracetamol là một trong những cái dược chất mà được sử dụng khá là phổ biến và khá là lâu dài, cho nên những cái thông số về mặt consumer safety nó rất là nhiều. Và vì vậy nó có một cái safety profile cực kỳ an toàn. Ví dụ như các bác sĩ có thể recommend người mẹ khi mà sinh mổ á, mình để giảm thiểu cơn đau á, có thể dùng paracetamol kể khi cho con bú. Thì đó là những cái mà phải là bác sĩ mới là người có thể đưa ra những lời khuyên đó. Nhưng mà khi bọn chị nghe những lời khuyên giống như vậy thì mình cũng có cái sự tự tin hơn là cái safety profile của mình thực sự có được chứng nhận, thì mình mới dám trong cái khuôn khổ cho phép của cái sản phẩm đó, mình mới dám để đưa những cái thông số đó đến người tiêu dùng.
Thì quay lại cái vấn đề về mặt trách nhiệm trong ngành dược, cái truth không phải là mình tìm một cái mình đưa ra một cái claim làm nào đó để người ta cảm thấy người ta buy in, mà trong cái ngành hàng này nó cả là transparency. Mình sẽ cung cấp bao nhiêu thông tin, mình sẽ làm thế nào để người tiêu dùng của mình hoàn toàn gần như là fully 100% hiểu được những cái potential risk của nó. Thì cái đó là cái mà bọn chị cũng nói chung trong ngành hàng này nó rất là tricky. Mình thực sự phải vừa làm vừa học vừa 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 gọi là có cái framework, cái regulatory framework để mình neo vào. Thì có một cái vấn đề như thế này, thị trường Việt Nam á, thực ra có hai cái gần như là đối cực với nhau, vừa là under self medication nhưng mà cùng đồng thời là có một cái phenomenon mình gọi là lạm dụng thuốc. Tức là cũng sẽ có những cái đối tượng gần như là rất là lạm dụng thuốc, gần như là dùng một cách rất là casual về thuốc chẳng hạn, hay là thậm chí dùng liều rất là cao. Thì again, cả hai vấn đề đều xảy ra từ vấn đề là người tiêu dùng không có được educated một cách rõ ràng. Những cái access đến thông tin, những cái access đến những cái nguồn thông tin cũng như chính thống, cũng như là những cái lời khuyên của bác sĩ nó không có nhiều. Em hình dung những năm như 2012, 2013, mình nghĩ là rất là gần đây, cách đây 10 năm thôi, nhưng mà hồi đó những cái trang về thông tin sức khỏe hầu như không có. Những cái nguồn thông tin về sức khỏe trên internet rất hiếm, đặc biệt thông tin về tiếng Việt nó, hay là có những đội ngũ bác sĩ mà người ta accumulate thông tin ở trên mạng mà thực sự chính thống thì cho người tiêu dùng ai cũng có thể tìm thấy, cực kỳ hiếm. Em sẽ phải đến bác sĩ em hỏi thì em mới có, mà đến bác sĩ thì cái chặng đường đến bác sĩ nó là một con đường cũng rất là gian nan thì mọi người đều biết rồi. Thì tại thời điểm đó bọn chị coi đấy là một cái mình gọi là structural deficit của thị trường, thiếu hụt về thông tin, thiếu hụt về những cái access point. Thì đấy cũng là một cái mà Panadol cảm thấy là mình có trách nhiệm đến với cộng đồng. Thì mình sẽ nói tiếp về sau, tại làm sao mà mình nghĩ rằng đấy là một trong những cái mission mà Panadol muốn take on. Thì khá là interesting là mình sẽ chọn một cái hướng đi, mình tìm ra một cái insight, platform là cái người 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 tiêu dùng họ đang rất là thiếu kiến thức, thiếu thông tin, và họ rất nhiều doubt, rất nhiều những cái cân nhắc, những cái lo lắng khi mà họ bị họ họ tới những có những cơn đau như vậy và họ tìm tới thuốc á. Thì em muốn đào sâu một chút xíu về cái quá trình mà chị cùng với team đã discover, đã tìm ra được cái insight đấy á. Thì những cái phương pháp nào mọi người đã sử dụng để mọi người có thể tìm được đến cái insight như vậy ạ? Chắc là trong những cái buổi về consumer insight hay là về market research thì mọi người cũng chia sẻ đúng không? Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật mà nói thì nó không có cái gì đặc biệt cả. Mình cũng sẽ làm những cái bài tập giống như các chị đã chia sẻ trước đó. Chị nghĩ cái quan trọng đối với consumer insight á, là cái quan sát và cái khả năng kết nối những cái dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Khi ví dụ như mọi người khi mà nhìn vào những cái dấu hiệu vital sign của brand tốt giống như Panadol chẳng hạn, nhiều khi mình sẽ dừng lại ở đó. Nhưng có một cái điều là khi mà em đã làm một vài ngành, một vài thương hiệu rồi, hay mình đã làm ở một vài thị trường và một vài category rồi, thì con số đó nó là một cái con số gọi là exceptional. Nó có một cái sự vô cùng đặc biệt. Vậy thì cái đặc biệt đó đến từ đâu thì nó sẽ tạo cho mình một cái động lực để mình tìm kiếm thêm tại làm sao mà cái brand này nó lại đạt được những cái chỉ số giống như vậy. Và khi một chiếc brand nó đạt được chỉ số như vậy thì đối với người tiêu dùng nó là cái gì, nó như thế nào? Thì đầu tiên nó là cái hunch từ cái sự tò mò đó. Rồi sau đó khi mà em đã cảm thấy em bắt đầu đi thị trường thì giống như tất cả các anh chị cũng sẽ chia sẻ với em, là cái việc tiếp xúc trực tiếp á và trực quan với người tiêu dùng nó quan trọng đến mức như thế nào. Nhiều khi mình đọc market research cùng một cái kết luận đó, nhưng mà thay vì đọc nó bằng con chữ của một người thứ ba viết lại, nhưng mà em nhìn nó thông qua cái hành xử, cái facial expression, những cái body language của người tiêu dùng, cái cảm nhận của em nó rất là khác. Mình sẽ hiểu cái data point đó một cách sâu sắc hơn rất là nhiều. Thì khi mà bọn chị cũng đi đi thị trường, đi thực địa, thì mình thấy là ngoài cái câu chuyện là người ta biết đến Panadol, người ta tin tưởng Panadol giống như con số mà mình đã nhìn thấy trên trên market research ta, thì nó có gần như là có một cái sự grateful rất là lớn người ta dùng nói đến cái nhãn hiệu này. Nó go beyond cái câu chuyện là tôi rất tin tưởng, tôi gần như phụ thuộc và tôi gần như là tôi để cho cái brand đó nó quyết định dùng tôi. Có cái sự tin tưởng vô cùng lớn mà em rất là hiếm hoi khi em nhìn ở những cái mặt hàng khác, những ngành hàng khác. Thì nó có cái cảm giác là rất là grateful. Đối với cả bên với cả các retailer chị gặp cũng vậy. Nó một trong những cái brand mà cũng là nồi cơm nồi cháo của họ, một cái brand họ thực sự tin tưởng, họ thực sự rất là confident khi mà họ giới thiệu cho các người tiêu dùng của họ.
Thì cái cảm giác đó là cái cảm giác em sẽ cảm nhận được khi em thực sự tiếp xúc trực diện với những cái đối tượng đó. Nếu nói lại bằng lời thì nó cũng giống như chị đang articulate như thế này. Một cái brand rất được trust, một cái brand người ta rất là tôn trọng, gần như là người ta hold nó rất ở một cái standard rất là cao. Thế nhưng mà em sẽ không cảm thấy được là à vậy thì sức mạnh của nó đến đâu, đến tận khi mà em nói chuyện với người tiêu dùng, nghe cái cách người ta mô tả về những cái trường hợp họ sử dụng, và gần như là họ không có bất cứ một cái lăn tăn nào, dùng là cảm thấy hoàn toàn yên tâm, gần như không cần phải suy tính nhiều. Ví dụ như là các bạn ở trong ngành hàng dược sẽ hay thấy có một cái behavior là người tiêu dùng sẽ ra hỏi ý kiến của dược sĩ, gần như là không phải là vì họ không biết đâu, thậm chí người biết rồi ra hỏi để có một second opinion, để confirm nhận định của họ. Đối với Panadol họ không cần luôn, họ sẽ gọi trực tiếp cái tên cái brand đó. Rất nhiều em ở đây làm các cái brand tên nước ngoài đúng không? Chắc mọi người đều rất quen thuộc với một cái struggle của brand nước ngoài là người Việt Nam không phát âm được. Thế là họ sẽ đặt những cái tên lóng, dạ vâng, những cái tên dân gian cho những cái brand đó để họ gọi cho dễ, đúng không? Hay là sẽ nhận diện bằng một cái hình logo, họ sẽ nhận diện bằng một cái màu sắc đặc trưng. Thì riêng với Panadol, người tiêu dùng luôn luôn gọi cái tên đó một cách đầy đủ. Thì đấy là, và cái đấy nó cũng dẫn chừng đến cái câu chuyện là có rất nhiều mặt hàng fake ở ngoài kia đặt một cái tên na ná giống Panadol, ví dụ giống như thế, thì em sẽ thấy là cái giá trị của cái thương hiệu đối với người tiêu dùng nó cao đến như thế nào. Thì những cái technique đó cũng không phải là cái gì mới lạ, chỉ như nó là một cái discipline. Khi mình làm marketing có một mình sẽ chạy theo những cái gọi là the most updated tool, đúng không, cái shiny và những cái gọi là rất là fancy ngoài kia, mà quên đi rằng có những cái thực sự nó cực kỳ fundamental, nó cực kỳ đơn giản, nó hoàn toàn nằm trong tầm với và resource của tất cả mọi người, nó không phải là một cái gì quá ghê gớm. Chỉ cần em có một chút tò mò, chỉ cần em có một óc quan sát, chỉ cần em càng ngày càng mài giũa cái năng lực đó, thì nó sẽ là một cái tool cực kỳ powerful. Thì đối với chị nó chỉ là một cái observation. Khi mà mình đến thị trường và mình nhìn thấy những cái dấu hiệu giống như vậy, thì mình cảm thấy là à bây giờ tôi thực sự hiểu cái asset của cái brand này là gì, cái equity của cái brand này là gì. Và như vậy nó mở ra một cái chìa khóa là vậy thì làm sao tôi giải quyết cái vấn đề của người tiêu dùng, là họ đang thiếu kiến thức, họ đang rất là under confident. Cái họ cần là một cái trusted brand giống như vậy empower họ to make a decision. Dạ. Thì lúc đó nó là một cái unique opportunity mà chỉ có những cái brand leading brand giống như Panadol mà có thể take on. Thì bọn chị cảm thấy đấy là một cái cơ hội rất là lớn, và một cái cơ hội mà unique không phải là brand nào cũng có thể làm được. Và nếu như làm marketer và em nghĩ đến việc có thể biến một cái brand household brand name được yêu quý như vậy, được respected như vậy, và make một cái significant change như vậy trong tâm trí người tiêu dùng cũng như là cho toàn thể cái cách mà họ đang look at the way mà họ manage cái health của họ, thì nó là cái hành trình cực kỳ là exciting và cũng rất là scary, bởi vì em đặt rất là nhiều trách nhiệm lên cái brand đó. Nếu mình vừa nói cái câu chuyện trách nhiệm ở trong ngành dược nó là như thế nào, thì cái trách nhiệm này nó rất là lớn. Cho nên đó là một cái discovery mà khi mà chị tìm thấy thì cảm thấy cực kỳ là thực sự thích thú, rất là hào hứng, muốn nhảy ngay vào, muốn ngay lập tức sẽ check on cái campaign này, check on cái strategy này. Nhưng nó cũng là một cái quá trình tự vấn là liệu mình thực sự là có đủ commitment, có đủ conviction để làm cái chuyện đó hay không, và nó có rất nhiều responsibility trong đó. Và sau này khi mà mình nói đến câu chuyện là mình hold, mình responsible như thế nào, thì em sẽ thấy trong tất cả những cái quyết định của mình, bao giờ mình cũng phải đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Mình vẫn chọn bất cứ một hành động nào mình hành xử, mình đặt cái chữ tín lên hàng đầu, nó sẽ tạo nên một cái framework rất là chặt cho cái brand, để cái brand hành xử làm sao là nhất quán với cái ideal đó. Em nghĩ là chị rất là hay, tại vì chị mình vừa mang một cái khía cạnh mà em rất quan trọng khi mình làm gọi là cao siêu định vị thương hiệu đi, hoặc là những cái chiến lược của thương hiệu á, thì có một câu hỏi rất là quan trọng mình cần phải trả lời là cái thương hiệu của mình có một cái sức mạnh hay là có một cái nền tảng, có một cái DNA để làm một chuyện đó hay không. Tại vì em cảm giác là khi mà mình làm những cái chiến lược cho thương hiệu, những cái định vị thương hiệu, nó sẽ luôn luôn có ba câu hỏi lớn. Một là mình chọn bài toán nào mình giải quyết, đó là why to play, là mình chọn là mình sẽ mở rộng miếng bánh của mình ra, như trong case của Panadol. Và tiếp theo là ok, đâu là cái chiến lược mà tôi có thể lựa chọn, và câu hỏi tiếp theo mà chị vừa trả lời là thương hiệu tôi có giải quyết được vấn đề đó không. Thì rõ ràng là đây sẽ là một cái câu hỏi rất quan trọng mà các bạn marketer cũng sẽ phải trả lời, là thực sự thương hiệu của mình nó có mạnh, nó có một cái root strength, nó có một cái thực sự là điểm neo mình đã build, mình đã xây dựng đó giờ để mình có thể giải quyết được bài toán lớn như vậy, hoặc là bài toán nhỏ hơn mà thương hiệu, hoặc cho những cái thương hiệu mà nó nhỏ hơn Panadol. Thì em nghĩ đấy sẽ là ba câu hỏi mà chị sẽ mình vừa nhắc tới, mình vừa trao đổi trong cái phần vừa qua.
Thực ra em cũng có một cái tò mò như chị nói ban nãy, tại vì cái bài toán mình đang giải, mình muốn giải nó rất là lớn. Tức là cái sứ mệnh mình mang tới cho người tiêu dùng nó cực kỳ lớn luôn. Em cảm giác là nếu mà sửa là cho người Việt có thể hiểu được nhiều về những cái bệnh lý của mình liên quan đến đau, hay là hiểu những cái thuốc mình đang dùng như thế nào, thì đấy là một cái bài toán rất là dài hạn. Vậy thì khi mình có một cái insight, khi mình có một cái chiến lược như vậy rồi á, thì em tò mò là cái cách mình hình dung ra cái con đường mình đi á, trong vòng nhiều năm nó sẽ như thế nào? Chị có một câu quote đúng không? Marketing mình rất là có rất nhiều quote hay. Có câu quote mà chị rất là tâm đắc, đấy là think big nhưng mà start small. Tại vì nếu bạn không start small, bạn không start at all, thì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng là cái con đường này nó có đi được hay không, con đường này nó có thực sự là một con đường hiệu quả giống như bạn hình dung hay không. Thì khi mà mình hình dung đấy là cái mission của mình, đúng không? Thì thực ra có hai cái điểm bọn chị gọi là big rocks mà mình cảm thấy là mình sẽ phải thế nào cũng phải build cho bằng được. Vì nếu không build được hai cái chân này thì cái con đường mình đi trước mắt là nó sẽ rất là hẹp và nó sẽ rất là khó. Và nó thường gần như nó sẽ dilute mất cái mission lúc đầu của mình. Thì cái chân đầu tiên bọn chị sẽ gọi là partnership. Tại vì giống như em nói, mọi người đều sẽ thấy đấy là một cái mission cực kỳ lớn. Nó không chỉ một brand, nó không chỉ một mình Panadol có thể làm được. Nó cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ, cả một cái hệ thống, cần như một cái ecosystem hỗ trợ. Nó cần những cái chuyên gia, nó cần những cái người mà thực sự, những người mà ở trong vị trí có thể đưa những cái lời khuyên, có thể đưa những cái thông tin đó tới người tiêu dùng để mà tạo được, thực sự là mình có thể tín nhiệm được. Panadol cảm thấy có thể tự tin là đây là những cái chuyên gia mà có thể đưa những cái thông tin đó đến người tiêu dùng một cách tốt nhất và chính thống nhất và hợp lý nhất và có trách nhiệm nhất. Thì đấy là cái tiêu chuẩn đạo đức mà giống như chị nói lúc đầu, và đấy cũng là cái filter khi mà mình chọn partner. Thì giống như chị nói á, là cái brand vì nó có một cái sức mạnh của cái thương hiệu lớn giống như vậy, thì em sẽ hình dung là nó làm cho những cái cuộc nói chuyện khi mình tìm partner của mình nó dễ hơn rất là nhiều. Nếu em đến dùng một cái brand thực sự là đã có một cái giá trị lâu dài ở thị trường này, đã có một cái minh chứng mà được rất là respected ở trong giới bác sĩ, y bác sĩ, thì khi em đến nói chuyện với Hội Bác sĩ Trẻ Việt Nam, em đến nói chuyện với Red Cross Việt Nam, em đến nói chuyện với Hội Phụ Nữ Việt Nam, hay em đến nói chuyện với các đài truyền hình để làm một cái chương trình content về về health và self-care, thì đương nhiên là các cái partner đó họ muốn nói chuyện với em, họ muốn nghe là ý kiến của em là như thế nào, đâu là cái mình có thể đóng góp với cái hệ sinh thái đấy của mình, nó sẽ ra làm sao. Thì đó là cái rock đầu tiên. Thì bọn chị cảm thấy là nếu như Panadol không take charge ở cái câu chuyện là educate người tiêu dùng á, đưa những cái nguồn thông tin này đến gần gũi hơn với người tiêu dùng á, thì cái thị trường này nó mãi mãi sẽ rất là khó phát triển. Bởi vì người tiêu dùng của mình có một cái fundamental đứt gãy là cái câu chuyện hiểu về ngành hàng, hiểu về sức khỏe của bản thân mình, hiểu rằng bây giờ tôi phải đến đâu để tôi tìm những cái thông tin đó, và tôi phải actively tôi take care cho bản thân tôi, đúng không? Thì đấy là cái chân đầu tiên. Cái chân thứ hai á là cái câu chuyện là bởi vì cái luật lệ của ngành dược của mình nó rất là khó. Nếu mà một cái 30 giây TVC giống như chị nói lúc đầu á, 2/3 đã là dành cho những cái warning, disclaimer và những cái từ ngữ nó rất là highly technical, thì cái thông tin đến được với người tiêu dùng ở mức độ phổ quát nhất nó rất là thấp. Vậy thì có cách nào không để mình build ra một cái hình ảnh, mình có một cái communication plan nào để mình có thể thực sự là từ góc độ đó cũng giáo dục và cũng remind người tiêu dùng về cái câu chuyện self-care và câu chuyện take the pain của họ away, đúng không? Thì đấy là hai cái big rock quan trọng nhất đối với các bạn chị. Đương nhiên nó có rất nhiều những cái pillar khác mình cảm thấy nếu over the time, nếu mình làm được thì nó sẽ đưa cái câu chuyện của mình nó đến với người tiêu dùng dần dần và nó build up, cái accumulate cái benefit đó. Nhưng hai cái đó là cái phải làm đầu tiên. Và để làm đầu tiên á, thì mình cũng không có một cái tham vọng là mình làm một lúc ngay lập tức là 100.000 reach trong cái campaign đầu tiên. Hay mình cũng không có cái tham vọng là ngay lập tức mình thay đổi toàn bộ thị trường, KPI phải lên vù, cái đó là cái nói chung impossible, đúng không? Và nhiều khi trong một cái nỗ lực vanity chạy theo những con số như vậy thì mình sẽ lose much sight về cái thực sự mà mình muốn làm. Thì tụi chị start khá là cẩn trọng. Thì lúc đầu mình cũng chỉ start với cả mình chia nhỏ thị trường cái market Việt Nam ra, và mình gọi là mình pick ra, nếu chị nhớ không nhầm là 12 hay 18 cái tỉnh và huyện lỵ mà mình cảm thấy là mình muốn tập trung nhất. Vì nơi đó là những cái nơi mà cái vấn đề nó trầm trọng nhất, cái sự thiếu thốn về thông tin nó là nhiều nhất, cho nên là cái impact mình tạo được nó là maximum.
mình cũng chọn một mình chọn lọc một cái target giống như vậy, và khi mình kết nối với những cái đối tác của mình thì mình cũng kết nối những cái đối tác mà họ có cái nguồn lực mà mình có thể cân đối được, đúng không? Các cái nguồn lực nó phải cân đối với nhau thì lúc đó em mới tạo ra được một cái tổng thể. Thì hồi đó chị cũng rất là may mắn là thông qua một vài những cái mối quan hệ thì mình cũng tìm được một cái partnership với cả là Hội Bác sĩ trẻ Việt Nam. Thì họ cũng có những cái chương trình, trước giờ họ cũng đi thăm khám bệnh miễn phí cho cho đồng bào ở các cái huyện hoặc các tỉnh thành mà mình gọi là underprivileged rất là nhiều. Thường là nỗ lực của bản thân, gần như đó là sự tự nguyện. Thì đối với bọn chị là nếu như vậy thì một nhãn hàng có thể bắt tay cùng với họ để mà có thể support về mặt nguồn lực, có thể hỗ trợ về những cái ví dụ như logistics chẳng hạn hay về mặt tổ chức chẳng hạn, thì nó sẽ tuyệt vời đến bao nhiêu. Và beyond cái câu chuyện đó là ngoài cái đó ra thì đối với cái nỗ lực đào tạo người tiêu dùng ấy, nó không chỉ nằm ở cái câu chuyện là y bác sĩ khám chữa bệnh và đưa những cái thông tin rồi đưa những cái asset đến cho họ, mà còn là những cái thông tin thường thức hàng ngày. Thì giống như chị nói là những năm như 2011-12 á, những cái website về sức khỏe nó không có nở rộ như bây giờ. Các bà mẹ trong gia đình không phải là millennial moms giống như bây giờ là rất là thông thái, đúng không? Phần lớn là thế hệ Gen X, đời đầu của millennial tiếp cận với cả nguồn thông tin nó rất là hiếm. Thì bọn chị có tiếp cận với cả Hội Phụ Nữ Việt Nam. Tại vì Hội Phụ Nữ Việt Nam cũng là một cái tổ chức grassroots mà rất là mạnh ở địa phương. Mình sẽ hiểu một cái vấn đề như thế này. Ở thị trường Việt Nam mình có những cái kênh truyền thông, có những cái nguồn truyền thông, có những cái platform truyền thông mà rất là gần như bị underestimated bởi brand. Mình chưa tạo được những cái bắt tay giống như vậy. Em hãy hình dung cái độ lớn, cái scale của Hội Phụ Nữ và cái khả năng reach của họ, cũng như là cái sự tin tưởng họ đã xây dựng ở những cái địa phương, ở trong community của họ. Thì những cái tổ chức địa phương grassroots như vậy hết sức là quan trọng để mình có thể tạo được cái điểm kết nối gần như là chạm tay vào đối với người tiêu dùng trực tiếp. Thì đấy là những cái tổ chức và những cái partnership mà tụi chị cố gắng trong năm đầu tiên thiết lập, và bắt đầu có những cái chương trình thực sự. Mình bắt đầu mình làm cái chương trình để tạo tiếng vang trong nội bộ tổ chức của họ, vì họ cũng cảm thấy là họ có niềm tự tin rằng cái chương trình này có thể kéo dài được, có impact và thực sự là nó phù hợp với các cái value của tổ chức. Thì mình bắt đầu mình tiếp tục những con đường dài. Thì đấy là cái mà bọn chị start cho năm đầu tiên, tập trung rất là lớn vào làm rất là nhiều grassroots activity giống như vậy, build cái relationship và cái rapport với những cái tổ chức mà mình cảm thấy là thực sự là align với cái value mà mình muốn, thực sự là có cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái sự tin tưởng, tín nhiệm mà mình mong muốn. Vậy là sau khi mình đã có cái partnership như vậy trong năm đầu tiên rồi, những cái credential nó gọi là mình làm cùng với tất những bên như vậy rồi á, thì từ mặt thương hiệu thì mình sẽ làm cái gì chị? Về mặt communication, về activation. Thì cái bước triển khai của tụi chị là câu chuyện thương hiệu, đúng không? Cái này thì nó sẽ rất là typical đối với cả chúng ta. Câu chuyện thương hiệu, vậy thì làm thế nào để mà kể một câu chuyện thương hiệu để Panadol thực sự là bước vào đây với cái tư thế là một cái người leading, một cái tư thế lãnh đạo và tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thì tại thời điểm đó khi mà bọn chị làm một cái comms, một cái new comms platform, làm thế nào để kể cái câu chuyện này thì em cũng biết ngành dược nó rất là khô khan. Nó vừa khó, nó vừa khô khan. Vậy làm thế nào để kết nối? Mình không thể kết nối bằng functional và efficacy mãi mãi được. Cái đó là cái must have, nhưng nó không phải là cái win, cái heart của người tiêu dùng. Thì come back lại cái insight lúc đầu mình phát hiện ra là người tiêu dùng của mình, họ rất là confused và họ cảm thấy rất là không tự tin. Thực ra họ rất vulnerable khi họ make những cái decision này. Tại trong cái thời điểm thiết yếu phải make những cái quyết định quan trọng về sức khỏe của mình, nhưng họ lại không biết gì và họ cảm thấy rất là bơ vơ. Thì cái emotional pain ở đây á, là họ cảm thấy họ không được supported. Họ rất là thiếu nhiều thứ. Thì làm thế nào để mình một cái brand kết nối với người tiêu dùng? Thì cái emotional hotspot á, mà bọn chị chọn á, tận dụng, không phải tận dụng mà leverage cái điểm mạnh về trust của Panadol, là tạo một cái brand mà nó có thể speak to cái emotional state của người tiêu dùng. Ví dụ bây giờ khi em muốn motivate người ta self-care nhiều hơn lên đi. Tại vì cái thị trường này đang nghĩ self-care là selfish. Em đang muốn là motivate là khi mà bạn có bệnh thì bạn address nó. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ gặp những hậu quả ABCD. Sau làm cách nào để mình truyền tải câu chuyện đó mà thực sự là nó convince người ta. Thì bạn chỉ có tìm thấy một cái góc độ. Thực ra cái này nó đến từ một câu chuyện thật của một bác sĩ mà trước giờ Panadol kết hợp với anh ấy rất là nhiều. Tức trước khi bọn chị mở rộng lên cái partnership kia thì thực ra là cũng có những cái chương trình charity mà brand vẫn thường xuyên làm. Và có một cái anh bác sĩ làm việc rất là thân với cả bên brand team, vì anh ấy là một cái người mà dedicated gần như là rất là nhiều năm, cứ thứ bảy và chủ nhật và ngày lễ là anh ấy sẽ đi khám bệnh free cho người nghèo.
hầu như là một cái người hoàn toàn dedicated đến cái chuyện đó. Thì cái đó chính là cái persona mà Panadol muốn xây dựng. Cái câu chuyện của anh bác sĩ đó chính là câu chuyện mà Panadol muốn kết nối với người tiêu dùng, để người tiêu dùng không nhìn Panadol giống như là một cái viên thuốc hay là một cái dược phẩm hay là một cái sản phẩm hóa chất, đúng không, mà thực sự nó là cái tấm lòng của người bác sĩ. Và khi người ta nhìn vào cái viên thuốc đó, họ không có nhìn thấy là à tôi là một người bệnh, tôi cần phải chữa trị, mà họ nhìn họ giống như là một cái hero của gia đình, một provider của gia đình, là cái người mà phải mà everyone rely on. Thì làm thế nào để make sure là họ có cái sức khỏe để go on, họ có cái sức mạnh để tiếp tục cái mission đó của họ in life. Thì mình reframe lại cái cách họ nhìn về thị trường một chút xíu. Thay vì nói rằng anh là người yếu, anh phải chữa trị, thì mình sẽ kể là vậy thì khi mà anh address vấn đề này, anh sẽ cứ tiếp tục continue để provide cho người khác. Tại vì có rất nhiều người đó, khi mà mình nhìn vào cái franchise của những người bị bệnh, bị đau á, có rất nhiều là dân lao động. Có rất nhiều cái đó là dân lao động vì họ lao động về mặt thể chất rất là nhiều. Và khi mà mất sức lao động, mất là một ngày hoặc hai ngày, đó là một bữa, nói chung đấy là bữa cơm, bữa cháo hàng ngày của gia đình. Thế nên nó có cái impact rất là significant về gia đình của họ. Thì làm thế nào để họ cảm thấy rằng cái này hết sức cần thiết, họ cảm thấy rằng cái này không phải là một cái sign of weakness, mà là cái mà họ show cái best care của họ. Thì bọn chị có ra một cái câu chuyện mình gọi là caring takes strength. Và bản thân cái người caretaker đó cũng cần được, cũng cần có cái strength đó, cũng cần được taken care of. Thì Panadol sẽ là cái người provide cái care đó. Thì nó chỉ là một cái cách kể câu chuyện làm sao để họ cảm thấy có thể kết nối được với những cái băn khoăn họ đang có. Và làm sao để có thể đưa cái câu chuyện, thay vì là à tôi có hóa chất này này, tôi có, tôi tốc độ tôi nhanh gấp đôi gấp ba, thì thực ra nó một câu chuyện gián tiếp nói về vẫn nói gián tiếp về functional và efficacy, nhưng mà nó nói đến cái con người, được cái nỗi đau, cái pain, cái thực sự cái real pain của người tiêu dùng nhiều hơn. Thì chị nghĩ đấy là một cái platform mà nó tạo cái điểm nhấn cho toàn bộ chương trình. Nó không phải là trọng tâm của chương trình, cái partnership vẫn là cái trọng tâm của chương trình, nhưng đây là cái điểm nhấn để mà người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy cái kết nối của người ta với brand, cái kết nối của người ta với cái category per se nó hợp lý hơn, nó có sự kết nối chặt chẽ hơn. Thì đó là cái hai cái hành động mà chị làm đầu tiên, tự nhiên tập trung cho nó đầu tiên, để mà quay một cái TVC của brand, đặc biệt trong ngành dược vô cùng phức tạp, quy trình xin phép vô cùng phức tạp. Thành ra là nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Và khi mà làm ngành dược chị mới học được bài học là về sự kiên nhẫn, là vì như vậy. Nó không có phải, nó không thể làm nhanh, không thể nào làm dối, không thể nào làm vội, mà nó sẽ qua đúng cái quy trình của nó. Thì đấy là hai cái big rocks mà chị tập trung nhiều nhất. Còn ngoài ra thì nó có những cái initiative khác. Thì khi mà mình có một cái brand idea rất là chặt giống như vậy rồi, thì em translate nó xuống tất cả những cái pillar khác. Thì mọi người cũng biết đúng không, pillar đầu tiên của mình sẽ là product, là portfolio. Thì rất là quan trọng là làm thế nào, cái gì là cái impact mà portfolio mình có thể làm. Thì chỉ có gợi nhắc ngay từ lúc đầu á, là cái mục tiêu khi mình build cái platform này không phải chỉ để build Panadol, existing Panadol, mà có thể mở rộng cái ngành hàng và therefore mở rộng cái offering của Panadol, và cũng tạo một cái nền tảng để cho toàn bộ cái portfolio của GSK. Nó mình đầu tư tài nguyên vào đây và nó trở thành một cái bàn đạp của toàn bộ công ty. Thì lúc đó anh chị cũng có rethink lại cái portfolio của cái brand. Và một trong những cái điểm gây lớn của portfolio của thương hiệu á là trước giờ nó đi theo những cái silo. Em có chứng đau ở đầu thì có đau đầu, em có sốt thì có thuốc sốt, em có thuốc trẻ em thì em có thuốc trẻ em, đau lưng thì có thuốc, vân 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 vân, đúng không? Đối với người tiêu dùng nó quá technical đi, họ không có hiểu nó liên quan gì đến tôi, phải làm thế nào để mình có thể kết nối cái đó trên một cái mặt bằng chung, cái thể hiện ra làm sao để người ta hiểu một cách đơn giản nhất. Thì khi mà mình đưa kiến thức này, mình tìm cách simplify thông tin á, thì thực ra có một cái ngành dược làm rất dở, đấy là cái thông tin trên bao bì sản phẩm. Cái tỷ lệ mà người Việt Nam á, đọc bao bì sản phẩm á, dầu gội đầu, kem đánh răng tại thời điểm đó còn rất là cao. Và em sẽ rất là ngạc nhiên, tại vì bây giờ hầu như mọi người sẽ không còn coi những cái đó nữa, nhưng mà những cái năm đầu á, những cái năm đó mọi người còn rất là interested vào thông tin và thực sự rất muốn tìm kiếm, khao khát hiểu biết. Thì riêng đối với ngành dược không ai đọc bao bì, bởi vì cái bao bì nó quá khó, nó quá khó hiểu đi để mà navigate trong một cái brand với mười mấy cái offering như vậy, tôi không biết cái nào ra cái nào. Thì cái việc đầu tiên là bọn chị simplify lại cái first expression của cái product portfolio, chính là cái packaging. Thì cũng lúc đó Global họ đang có một cái dự án để thay thế packaging của Panadol, thì bọn chị cũng coi như là ngay lập tức
simplify và synergize lại theo cái định hướng đó. Câu chuyện về packaging mình có thể là rất là dài kỳ, nhưng mà đấy là một trong những cái mà mọi người hoặc là underestimate hoặc là còn một cái hướng khác lại nghĩ rằng đó là cái magic bullet để mà giải quyết tất cả vấn đề, thì thực ra the truth nó nằm ở giữa, đúng không? Khi mà em có một cái vấn đề, một cái pain point đầu tiên là nhìn vào cái packaging nó đã rất là đau mắt rồi á, thì cái việc người tiêu dùng người ta walk away nó cực kỳ dễ hiểu. Đó thì đối với cả ngành dược và đặc biệt với Panadol thì vấn đề tại thời điểm đó được giải quyết bởi cái câu chuyện là làm sao để assert cái câu chuyện packaging của nhãn hàng. Nó sẽ realign toàn bộ portfolio, nó sẽ simplify toàn bộ cái navigation của cái nhãn hàng đó dựa theo cái cách mà mình tiếp cận với người tiêu dùng và mình đang giáo dục người tiêu dùng trên những cái platform kia. Đó. Cái platform đó tôi chỉ có một cái logic hết sức đơn giản thôi. Panadol là Dr. You. Bạn chính là doctor của gia đình bạn và bạn chính là cái manager của cái healthcare department trong nhà bạn, thì đây là những cái chứng mà trong gia đình thường gặp phải, và từ tất cả những cái content mình đều organize theo hướng như vậy, rất là dễ hiểu, rất là đơn thuần, hầu như ai cũng gặp phải và người ta rất là dễ relate to. Thì tương tự giống như vậy khi mình tổ chức cái brand của mình lại về mặt packaging và offering, mình cũng tổ chức theo những cái pillar giống như vậy. Thì đấy là cái động thái gần như đầu tiên, nhưng mà take a lot of time, nó mất rất nhiều thời gian để có thể thực sự thực thi nó. Ai đã từng làm một cái packaging change, một cái chuyển đổi về packaging thì đều sẽ biết khi mà thay đổi một cái nhận diện của một cái thương hiệu thì nó phức tạp đến như thế nào, và đặc biệt đối với một cái ngành như ngành dược thì nó khó ra làm sao. Không chỉ trên cái packaging đó mà còn tất cả tại cái điểm bán, đúng không? Làm sao align tất cả merchandising tool của một lúc, thì đấy là một cái nỗ lực rất là đáng kể của toàn bộ đội ngũ của sales khi mà execute. Của trade marketing khi các bạn realign lại merchandise và tất cả những cái asset khác của brand ở ngoài ở thực thi trên mặt thị trường. Thì đó là cái gần như là cái bọn chị làm immediately, nhưng mà nó take rất là lâu, cho nên khi mà nó lên đến thị trường thì nó phải mất cả năm, nó bắt đầu mới xuất hiện rải rác, cho nên cái full impact của nó thực ra phải cả năm 2 năm sau đó mình mới có thể mình bắt đầu nhìn thấy được. Hiện tại bây giờ thì chắc là nó đã phủ đều và mọi người đều nhận có một cái nhận diện mới về nhãn hiệu, nhưng mà nó không phải là như vậy, mà nó là một quá trình khá là lâu và nói chung manage nó là rất là articulate, rất là kỹ. Thì đó, ngoài ra thì bọn chị cũng có thực ra phát triển sản phẩm mới trong ngành dược, nó không như ngành hàng khác, không phải là ra một cái sản phẩm mới là rất đơn giản trong ngành hàng này, nhưng bởi vì cái ideal của mình là làm sao đưa những cái solution này nó most accessible đến người tiêu dùng, thì quay lại một cái câu hỏi lúc đầu của em về pricing point, affordability thì sao? Thì nhãn hiệu cũng có một cái initiative về mặt sản phẩm, mình gọi là một cái sản phẩm dành riêng cho LIC, tức là low income customer. Thực ra low income customer á, thì họ có một cái challenge như vậy: tôi không có nhiều tiền, tôi không thể spend quá nhiều tiền. Vì thế thứ nhất, tôi sẽ chỉ spend nó cho cái sản phẩm mà trong cái brand most popular hoặc là most trusted, tại vì nó chắc ăn. Tôi sẽ không có thử và sai, tôi không có cơ hội để thử và sai. Đấy là number one. Number two, bởi vì tôi không có quá nhiều tiền giống như vậy, cho nên tôi cần nó phải mạnh. Tôi phải làm sao mà cái liều lượng của nó phải giải quyết vấn đề ngay và luôn. Chứ tôi không thể nào mà tôi kéo dài cái trị liệu, hay là tôi không thể nào mà tôi chờ đợi để cho có cái tác dụng của nó có hữu hiệu được. Cho nên cái sản phẩm nó vừa phải là top of the line, super tốt, đúng không? Nhưng ở trên sao nó phải cực kỳ cheap, nó phải cực kỳ thấp, và từ một cái brand cực kỳ lớn và cực kỳ trustworthy. Thì bọn chị có nhìn đến những cái format khác, thực ra cũng học hỏi từ những cái thị trường khác. Đây là một cái initiative làm chung cho toàn bộ mình gọi developing market, thì Việt Nam là một lead market, bởi vì cái độ lớn của nó cũng như là cái barrier về affordability của Việt Nam là lớn nhất, thì mình cũng phải tìm đến một cái concept nào đó để thực sự respect người tiêu dùng của mình, để họ dignify, họ không phải vì là họ cheap nhưng họ sử dụng một sản phẩm cheap, mà cái sản phẩm của tôi có thể strip out tất cả những cái unnecessary. Tôi có thể tìm cách để tôi tối ưu hóa cái quá trình sản xuất, cái format của sản phẩm cũng như là những cái bao bì xung quanh cái sản phẩm đó, để nó là một cái gọi là entry point tốt nhất, nhưng nó là sản phẩm, nó cũng là một sản phẩm tốt nhất và là uy tín nhất của nhãn hàng. Thì nó cũng là một cái sản phẩm nằm trong pipeline. Tiếc rằng chị không có ở đó lâu enough để nhìn cái sản phẩm đó nó có ra đời hay không, tại vì một cái quy trình NPD vô cùng vô cùng dài trong ngành dược. Nhưng cũng giống như tất cả những bài học thì em đã học từ chapter khác á, khi em có một cái brand ideal á, thì product là một cái expression tốt nhất để em make một cái statement là tôi convicted với cái ideal này,
tôi sẽ make nó happen đúng không? Walk the talk. Và cái tốt nhất đấy là thông qua bản chất sản phẩm của mình. Mình có thể làm rất là nhiều những cái service xung quanh đó, giống như mình vừa mô tả về partnership, về education, về comms, nhưng mà thực sự nó chỉ đến cái benefit cuối cùng mà trực diện nhất, mà có thể thực sự là tạo impact lớn nhất, đấy là đến từ sản phẩm của brand. Cho nên là cái đó nó cũng nằm trong những cái PL mà bọn chị muốn con. Hôm nay mới được nghe là cái câu chuyện nó đằng sau là nó kể cả cái strategy nó rất là bài bản như vậy á. Tại vì trước em đúng là em khi mà em mua Vado em nhìn thấy là nó rất dễ hiểu, đọc nó rất dễ hiểu, từ em chỉ cần lật cái mặt sau cái vị thuốc là em đã hiểu tất cả mọi thứ rồi. Thì bây giờ thì mới hiểu là đằng sau nó là rất nhiều cái suy nghĩ của cả team như vậy. Thì chắc là nãy giờ mình sẽ nói rất nhiều câu chuyện và nó rất là single minded, em cảm giác nó rất là mang tính nhất quán từ việc mình partnership với cả các dược sĩ, partnership với những bên mà họ có đủ khả năng để họ cùng giúp mình truyền tải những cái kiến thức cho người tiêu dùng như vậy, và song song đó là mình simplify lại packaging và tại điểm bán để mà nó thực sự là nó dễ hiểu cho người tiêu dùng và coi họ là một người dược sĩ trong gia đình. Có một cái em hơi lấn cấn là ở góc độ về communication đó chị Chi, là em cảm thấy cái platform của câu chuyện caring tech strength, tức là mình cần có sức mạnh, mình cần có sức khỏe để mình có thể chăm sóc những người khác á, thì cảm giác nó không được quá quá là link với cả cái thứ mình đang muốn muốn truyền tải ra là về mặt etiquette người dùng á. Thì sau đó mình có bất kỳ cái sự phát triển của cái platform đó hay không, hay là chị có làm rõ ý đấy không, hay là nó đóng vai trò như thế nào ở trong cái chiến lược của mình? Thực ra khi mà mình nói một chiến lược nhất quán á, nó là ideal, nó gần như là holy grail. Tất cả component nếu như ý muốn của mình nó sắp đặt với nhau và nó align, đúng không? Khi mà làm về mặt communication á, thì thực ra giống như chị nói, nó có rất nhiều trở ngại. Và một cái piece of communication của Panado á, nó chỉ có thể đánh ra được một mục tiêu duy nhất. Nó chỉ có thể maybe là nó có thể tạo ra cái nhận biết về một thứ nào đó đơn giản và rất là duy nhất. Với câu chuyện complex giống như Dr. You, hay một câu chuyện complex như là self-care, self-educate này kia, nó quá phức tạp để em có thể truyền tải qua một cái comms. Thì mình chọn cái mục tiêu của cái trong cái hệ sinh thái đó của mình, thì mình chọn mục tiêu là đối với brand communication, mình tạo kết nối. Mình tạo kết nối làm sao để người tiêu dùng tiếp nối, tiếp cận với các category đó, nhìn category đó với một cái con mắt thực sự là họ hiểu được cái benefit đối với họ nó là cái gì. Mình reframe lại những cái barrier họ đang gặp phải, vì họ rất là băn khoăn hoặc nghĩ đến câu chuyện là tôi self care nhưng là tôi selfish, tôi có thể chịu được thì tại sao phải uống thuốc, rồi là cái nhu cầu của tôi là thôi thì nếu mà chịu được thì dáng chịu đi, nhưng mà cái hậu quả chính của nó thực ra là gì, không phải bạn chịu được hay không, mà hãy nghĩ đến cái tổng thể của cái câu chuyện là bạn là caretaker của tuổi bộ gia đình. Thực ra cái câu chuyện đó, trong cái storyline của câu chuyện đó, bọn chị sử dụng là người bác sĩ. Là một người bác sĩ, thực ra nó take một cái snapshot của cái partnership của mình, tức là cái câu chuyện đời thực của cái người bác sĩ mà bọn chị có support khi mà anh ấy đi, hầu như hàng tuần anh đều đi để support người nghèo, thì đó chính là cái hình ảnh trong cái storyline đó, trong cái script đó, và nó sẽ thể hiện được gần như là nó sẽ là một cái điểm nối, nó khá là subtle thôi, tại vì là nó không, mình không được phép gọi là kết nối trực tiếp với cả là y dược sĩ sponsor cho sản phẩm. Đó là một cái luật về mặt quảng cáo. Thế nên mình không thể nào mất cái storyline nó quá obvious được. Nhưng cái mục đích của cái đó là thực ra nó là starting point của một cái documentary series bọn chị có làm rồi luôn. Tức là kể lại những cái câu chuyện mà thực sự là khi mà take the pain away á, nó change cái life của người ta significant như thế nào. Tại vì mình muốn highlight, mình muốn dramatize cái câu chuyện là caring a tech strength. Và khi mà bạn có cái strength để go on á, thì cái benefit lại cho gia đình nó ra làm sao? Cái sự đổi đời, cái sự gần như thay đổi toàn bộ của cuộc đời của người ta là như thế nào? Nó là cả một cái CSR platform, nhưng mà nó rất là khó để mà có thể get done bởi vì cái câu chuyện regulatory xung quanh đó. Thì thực ra bọn chị đã shoot xong phim, đã làm xong documentary, thậm chí đã lên cả những cái ý tưởng về những cái quỹ. Hồi đó những cái năm 2012 mà gọi là CSR led campaign rất là ít, đúng. Hoặc là những cái quỹ mà ví dụ như là trích từ những cái gói, những cái bao Panadol thu về chẳng hạn, trích lại cái đó và làm tạo thành cái quỹ để hỗ trợ một cái bộ phận người underprivileged nào đó về một cái vấn đề sức khỏe cụ thể nào đó, nó hầu như nó không có. Đối với thị trường mình nó cũng là một cái gì nó gọi là novelty, nhưng mà đối với ngành dược thì vì vấn đề regulatory nó quá phức tạp mà chị không thực thi được cái đó, thì TVC chỉ là cái điểm mở đầu
cho cái chuỗi này hoạt động đó. Thì rất tiếc rằng nó không còn những cái chuỗi hoạt động đó, giống như mình nói trong Ideal World mình muốn làm giống như vậy, nhưng mà nó chỉ tạo, cuối cùng nó chỉ đạt được một mục đích duy nhất là tạo kết nối với người tiêu dùng, reframe lại cái category để mà nhắc nhở họ rằng thực ra cái này là một cái cần thiết, nó là một cái necessity. Chứ còn bây giờ tại thời điểm ngày hôm nay mà em nói self care em không cần convince luôn, đúng không? Đối với người tiêu dùng tại thời điểm 2022 mà em nói về self care, em nói về health and wellness, em không cần convince luôn. Cái đó là nó trở thành một cái mindset rồi, nhưng mà tại cái thời điểm đó còn có rất nhiều barrier xung quanh cái vấn đề đó, thì còn chị chọn cái đó là cái đầu mối câu chuyện để mình bắt đầu khi mà dùng cái brand voice. Thì nó sẽ có hai point, là một là nó sẽ là một cái staging, tức là vì sau này thì mình sẽ phát triển rất nhiều để mà mình thực sự nó đồng hành cùng cả một cái chiến lược chung. Nhưng mà thực ra em nghĩ ở thời điểm đó nó cũng rất là thành công, tại vì là như chị có nói là nó sẽ cho Pandora một cái kết nối rất là mạnh mẽ với người tiêu dùng, và cho một cái equity mới của Pandora là câu chuyện về caring, là con người hơn, chăm sóc hơn, để mà rõ ràng là nó bổ trợ rất tốt. Tại vì hiện ở thời điểm đó Pandora đã là một cái người dược sĩ, nó rất có tiếng nói rồi, thì bây giờ mình cho người ta một cái trái tim hơn, một cái emotion hơn, để mà rõ ràng là support và để truyền tải những cái thông điệp về mặt kiến thức, thì nó rất cực kỳ dễ dàng đối với, cho người tiêu dùng. Em có một câu hỏi có thể là nó hơi sensitive với chị Chi, là tại ban nãy mình có nói với góc độ là khi mình educate như vậy, khi mình cho người ta một cái nền tảng kiến thức tốt hơn về câu chuyện đau và câu chuyện về thuốc như vậy á, thì rõ ràng là sẽ có những người mà họ đang maybe sử dụng hàng ngày hoặc là đang dùng rất nhiều thuốc, họ sẽ giảm đi, thì somehow nó cũng sẽ có một cái impact, một cái sự ảnh hưởng nhất định tới tới cái business, sự kinh doanh của mình, đúng không chị? Thì đó có phải là một cái agenda mà mọi người lúc đó nhắc tới không, hay là mình có nghĩ là ok đấy đấy là một cái sự giảm về consumption cần thiết hay không chị? Thực ra là bọn chị không nghĩ đến mức độ đó luôn. mình chỉ thấy phần lớn thời gian là nó là under medication từ bên ngành pain. Mình cũng thấy một cái điều như thế này, khi mà tụi chị nhìn vào số data survey á, Q&A, thì mình thấy một cái rất là thú vị khi cái câu chuyện frequency of purchase với versus cái average consumption. Khi mình tính qua tính lại thì mình sẽ nhận thấy có một cái behavior như này: người ta mua một vỉ thuốc, ví dụ 10 viên á, thì bởi vì consumption của họ average là khoảng 12-15 viên gì đó trong một cái chu trình, họ sẽ phải mua hai vỉ thuốc. Thì hai vỉ thuốc 20 viên mà chỉ dùng hết 12 viên thôi, thực ra họ sẽ bỏ buông đâu đó 8 viên. Nó thực ra nó cái waste kể vào budget cho người tiêu dùng cũng như là cái waste cho xã hội nói chung. Và cũng tại cái thời điểm đó thì tụi chị có một cái initiative rời rạc không có liên quan đến cái behavior đó, nhưng mà nó lại somehow nó trùng khớp fit in luôn về mặt consumption bill, là cái vỉ thuốc ngày xưa của Panadol nó là vỉ thuốc 10 cũng là 10 viên như standard. Và bởi vì cái cách cắt vỉ á, thì nó có hai cái trống ở chính giữa, thì mình có một initiative là mình bây giờ mình sẽ làm thành một vỉ 12 viên. Thì đó là một cái gần như là nó trong ngành ngôn ngữ FMCG của mình, đó là một cái upside, đúng không? Em sẽ bán cho người ta để for stocking nhiều hơn. Thì khi mà mình làm cái chương trình mà mình educate người ta là về chăm sóc sức khỏe làm sao, thì stocking cũng là một cái behavior mình expect nó sẽ happen. Và somehow là khi mà mình tính toán ra cái cách mà họ tiêu dùng thì nó rất là hợp. Thực ra nó còn phù hợp hơn rất là nhiều nếu mà tính toán chi li về cái cách thức sử dụng cho người tiêu dùng. Thì cái đấy là một cái mà nó kết hợp lại với nhau, và thực ra nó là một cái consumption bill. Cũng song song với đó, khi tụi chị thay packaging là cũng thay luôn cái cách đóng vỉ, cái hình thức đóng vỉ của Panadol. Bình thường câu hỏi này thì em sẽ để ở là ba câu hỏi cuối, là em luôn luôn hỏi những cái speaker của mình á, nhưng mà chắc là em sẽ, tại vì đây là một cái hành trình nó rất là dài của chị, và chị đi from end to end luôn á, từ đầu đến cuối luôn, thì em muốn hỏi là trong cái quá trình đó, nếu mà bây giờ chị được quay lại cái thời điểm mà tầm 2011-2012 đó ấy, thì chị có thay đổi điều gì trong cái quá trình chị làm từ chiến lược cho tới việc roll ra ngoài thị trường không ạ? Thực ra có hai cái, một cái chị nghĩ chị có thể làm tại thời điểm đấy mà chị đã không làm, và một cái thứ hai là nếu như mình biết những cái gì mình biết ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm. Thì cái thứ nhất đó là thực ra hồi đó mình vẫn còn tham, khi mà mình nói là mình có prioritize, mình có selected big frogs á, nhưng mà bọn chị vẫn tham. Mình vẫn cùng một lúc mình làm một cái partnership rất là đồ sộ và với rất là nhiều bên cùng một lúc. Bọn chị không chỉ làm với cả partnership và on ground activation, bọn chị còn làm cả TVC, làm cả content, tức là một cái khối lượng công việc nó khổng lồ ở trong một thời gian rất là ngắn, và cái resource, một tài nguyên của mình nó phải dàn trải ra rất là nhiều. Thì chị ước gì lúc đó mình có cái sự thông thái là mình sẽ focus hơn, có thể mình sẽ chỉ chọn một platform thôi nhưng mình làm nó thật 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 là tốt,
và scale nó thật 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 là tốt thì có khi là cái hiệu ứng của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Mình hoàn toàn sau đó mình có thể add những cái idea kia on. Thì ngay từ lúc đầu chị đã rất là tham, gần như là làm tất cả mọi thứ cùng một lúc và gọi là full throttle ngay từ đầu tiên, nó là nó dàn trải ra. Thì chị nghĩ đấy là một cái điều mà nếu chị quay lại chị sẽ làm tốt hơn ở cái khâu đó. Cái điểm thứ hai mình không nghĩ tới đó là thực ra tại thời điểm đó content marketing á, nó là một cái gì nó rất là mới mẻ, hầu như các em sẽ chưa nghe bao giờ đúng không? Product placement thì mình nghe rồi, nhưng mà gọi là content segment placement thì chắc là chưa ai làm bao giờ. Thì đó là một cái mà thực ra mình đã bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Tại vì nếu mà nhìn với cả một cái tâm thế là làm sao mình đưa cái nhận thức này vào cuộc sống hàng ngày á, và em nhìn trên cái những cái cơ hội mình có thể làm, những cái chương trình mà mình có thể lồng ghép á, hoặc là những cái message mình có thể lồng ghép, những cái chương trình mà mình có thể từ đó mà vận dụng đưa kiến thức người tiêu dùng cực kỳ nhiều, nhưng mà mình đã không nghĩ ra. Hồi đó bọn chị cũng có một cái initiative với vùng, tức là hồi đó Pinterest, không biết bây giờ còn đứa nào còn biết Pinterest là gì không, đúng không? Instagram chưa phải là, hình như Facebook em vẫn dùng chị ạ. Không có luôn. Đó thì Pinterest hồi đó là một cái platform mới nổi, nó cho phép người ta pin lại những cái thông tin theo chủ đề. Thì bọn chị có muốn làm một cái mô hình giống như vậy, tức là mình sẽ crowdsource những cái thông tin về sức khỏe, và sau khi mình qua cái bộ lọc của mình, mình có thể dùng những cái công nghệ, những cái platform như vậy để mà mình nhân rộng thêm những cái mà mình muốn làm. Thì rất là tiếc, thời đó gọi là digital marketing, content marketing hay những cái nền tảng như thế nó cũng rất là ít. Thành ra là nếu như chị làm cái đó tại thời điểm năm 2022 thì chị nghĩ nó sẽ powerful hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà mình sử dụng, mình gather cái force của digital để mà educate thì nó tuyệt vời biết bao nhiêu, nó có thể personalize đến mức độ như thế nào. Thì cái đó là cái mà nếu mà được quay lại thì ước gì mình đã được làm những cái đó. Thực ra em nghĩ là hai cái điều chị vừa nói nó rất là nó đúng với hai keyword mà tụi em nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều tập vừa qua ấy. Một là thực ra marketing em nghĩ là nó không phải là làm gì mà nó còn là mình không làm gì nữa, đúng không? Rõ ràng mình phải chọn cách mình sacrifice rất nhiều thứ để mà mình đi theo một cái mục tiêu nhất định thôi. Thì em nghĩ là đấy là một chủ đề mà mình đã nói rất là nhiều. Và cái thứ hai là câu chuyện em nghĩ niềm vui của ngành mình là câu chuyện mình được thử nghiệm, mình được experiment rất nhiều thứ. Nhớ đâu mà ở thời điểm đó chị làm cái platform đó và nó đã trở thành một cái startup riêng ra khỏi được Panadol luôn rồi thì nó sẽ rất là hay ho. Dạ ok, đúng vậy. Thì nếu mà thời điểm đó mà đã có telehealth marketing thì có lẽ là mình đã là một trong những công ty đầu đúng tiên rồi, đúng rồi. Nhiều khi là không cần Panadol nữa, mình tự chạy cái đó luôn. Dạ chắc là em muốn hỏi một câu cuối cùng về Panadol thôi, tại vì em cũng được biết thông tin ở ngoài là sau đó cái platform mà chị và team đã tạo ra thì nó không còn làm chỉ là nằm ở Việt Nam nữa mà nó được mang lên global regional level luôn. Thì chị nghĩ là lý do vì sao mà những cái insight, những cái strategy của mình như vậy nó lại có khả năng nó lan rộng ra ở thời điểm đó. Thì giống như chị nói á, có rất nhiều cái insight và discovery của Panadol nó không chỉ ở thị trường Việt Nam. Ví dụ như mình nói về cái insight về consumer, họ doubtful, họ under-medicated, họ không chịu self-medicate, họ không self-care á, thì nó rất là nhiều. Ví dụ như tụi em Panadol, bởi vì GSK, chứ không phải Panadol nữa, họ là leading brand trong cái gọi là pain management, thì tụi em sẽ thấy là họ thường niên họ có xuất bản một cái report gọi là những cái the state of pain state, tức là họ có track toàn cầu về cái UNA của người tiêu dùng trong ngành hàng này, tức là cái người bị đau cách họ cope như thế nào, bao nhiêu phần trăm là họ avoid medication. Thì cái đó là một cái consistent trend across, không phải chỉ ở mỗi Việt Nam. Khi mà nhìn vào tại làm sao cái insight nó là như thế nào thì nó sẽ có những cái cultural nuances khác nhau. Nó có nhiều thị trường nó sẽ không có vấn đề về self-care giống như thị trường mình, tức là selfish, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái vấn đề tương tự, tức là bởi vì tôi bối rối, bởi vì tôi không hiểu biết, bởi vì cái access point của tôi nó quá phức tạp, cái chặng đường, tức là cái purchase journey nó quá lòng hoàng. Thì rất nhiều thị trường họ bị tương tự, hoặc cái cách nhìn của người tiêu dùng về category là nó rất functional. Cái category vốn dĩ được frame rất là functional, rất là efficacy driven, và cảm thấy cái kết nối nó không có emotionally. Thì những cái insight và những cái struggle đó nó không phải chỉ ở Việt Nam. Thì khi mà tụi chị có share cái TPC của Việt Nam giống như chị nói á,
là một chương TVC rất là sóng gió. Đã quay xong phải quay lại, đã được approve lại không được approve, rồi qua rất là nhiều những cái khâu kiểm duyệt khác nhau, rất là sóng gió. Thì nó cũng là một cái case study được share ở vùng và ở global. Và cái đấy là một cái điểm mà khi mà mọi người có discuss là à, đây chính là cái nugget về mặt insight mà chúng ta sẽ pick out. Đây là cái emotional platform idea mà nó có thể có cái appropriateness across các cái different market. Thì Việt Nam là cái nước mà mình go first, mình đã go online rồi, mình có learning rồi, thì nó sẽ được adapt qua những cái nước khác. Thực ra thì là một cái điểm mà chị thấy rất là interesting tại thời điểm đó, nó là một cái major gọi là confidence booster cho cái team của Việt Nam. Tại vì mình cảm thấy là à, mình có good idea, mình không phải một cái thị trường nhỏ lẻ trong tổng thể một cái công ty MNC rất là lớn. Mình có thể là người đến sau, nhưng mình vẫn có thể hoàn toàn là người có good idea đi trước người khác. Và nó gần như nó tạo một cái tiền đề trong cái sự nghiệp của chị là mình không có cái idea nó được để ra ở đâu. Và mình không có bao giờ nghĩ rằng bởi vì mình đến từ một cái thị trường exposure nó ít hơn, bởi vì mình vào ngành hàng này chậm hơn mọi người, và mình không thể có một cái voice, hoặc mình không thể contribute một cái gì significant. Thì chị nghĩ cái đó là một cái điểm chị cũng có chia sẻ ở đâu đó một vài forum. Nhưng mà chị muốn nhắc lại là thị trường Việt Nam của mình có cực nhiều, có một cái significant importance với rất nhiều công ty lớn, cũng như là mình có một cái trajectory về growth nó rất là impressive. Ở những cái insight, những cái idea ở đây rất là high quality, và các bạn trẻ của chúng ta càng sau, càng về sau thì các em càng giỏi hơn. Thì keep cái originality và creativity của mình là rất là quan trọng. Không nhất thiết bởi vì bây giờ chúng ta có thể học hỏi từ bạn bè quốc tế quá dễ dàng, vì chỉ một cái click chuột là em có thể nhìn thấy everything everywhere, và em có thể copy, em có thể mượn ý tưởng. Thì nghĩ đó sẽ là cái mà thực ra là nó đang dilute cái năng lực thực sự của chúng ta. Hãy believe vào là nếu mà em thực sự original, em thực sự bám vào một cái insight rất là strong, và em conviction về cái idea đó, thì cái idea của em nó không có chỉ nhỏ bé trong một cái thị trường, mà nó có thể nó có cái ramification rất là rộng và có thể áp dụng ở khắp mọi nơi. Thì cái đó là cái mà chị cũng muốn share với mọi người. Chị thấy càng ngày về sau các bạn trẻ Việt Nam càng giỏi, giỏi hơn thế chị rất là nhiều. Tụi em rất là giỏi và rất là exposure rất là tốt, nhưng không nên vì cái exposure đó mà mình bỏ qua cái originality của bản thân mình. Em nghĩ sau câu chuyện này rất nhiều bạn sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng rất nhiều. Tại vì đối với tụi em đấy là những cái aspiration, những cái hoài bão cực kỳ lớn, là một cái idea được phát triển từ Việt Nam mà sau đó thì được mang lên global. Và chắc chắn là sẽ rất nhiều bạn, tụi em sẽ bắt đầu là sẽ tìm kiếm nhiều hơn, sẽ luôn tìm kiếm để mà xem là đâu là những cái thứ vừa đúng với tính bản địa của mình, mà vừa có thể là mang một cái màu sắc nó universal truth, nó đúng với cả thế hệ nhiều hơn. Thì đấy em nghĩ là một cái aspiration rất lớn với tụi em. Vậy thì mình sẽ tới hai câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay chị. Bọn em sẽ luôn hỏi guest speaker của tụi mình, của tụi em là hai câu hỏi, bạn thứ ba câu hỏi, nhưng bạn em có hỏi cái câu chị theo đuổi điều gì rồi nên em sẽ không hỏi lại nữa. Thì câu hỏi đầu tiên là nếu mà tại vì tụi em sẽ không muốn promote, không muốn truyền bá những cái thành công, những cái chỉ số về thành công ở trong ngành của mình là có hiện nay, thì tụi em sẽ luôn hỏi là đâu là một cái kỷ niệm nào mà làm chị thấy là cái nghề marketing của mình nó rất là meaningful, nó rất là có ý nghĩa. Thực ra chị thấy một trong những cái lý do khi mà bọn chị làm cái campaign về Panadol, mình cũng rất là đi theo cái hướng CSR-led, cộng đồng, community-led thì đúng hơn. Bởi vì mình cảm thấy là tại sao không? Nó có một cái obvious win-win proposition. Người tiêu dùng thì được lợi, xã hội, cộng đồng được rất là nhiều cái lợi, và đương nhiên là brand cũng có rất là nhiều cái lợi ích ở trong đó. Mình có nguồn lực, mình có năng lực và mình có thể kết nối, thì tại sao không? Cho nên thay vì là chỉ nhìn đến những cái commercial value, nếu mà mình nhìn rộng hơn một chút xíu thì mình sẽ thấy là trong tất cả những cái campaign đều có một cái cơ hội để em tạo những cái win-win proposition giống như thế. Khi làm marketing á, điều thú vị là bởi vì em là người kiến tạo những cái ý tưởng đó, em nhìn được những cái path kết nối đó, và em là người nằm ở trong đúng cái trọng tâm chính giữa để mà mang cái cơ hội đó đến những cái cộng đồng của mình hay partnership của mình. Thì đấy là cái cơ hội mà chị gần như là tận dụng ở everywhere mà chị có thể làm. Tại vì em sẽ tạo value nhiều hơn rất là nhiều so với những cái value mình có thể cân đo đong đếm bằng KPI. Nó không có một cái gì conflict, hay nó không có dilute cái commercial objective của em, mà nó sẽ build những cái platform, có thể nó build những cái ví dụ để những người đi sau thử nghiệm và còn làm tốt hơn mình nữa. Thì đấy là cái điểm mà chị cảm thấy khi mà làm marketing, mình được in a unique position để mình làm cái chuyện đó. Mình rất là appreciate cái ngành của mình ở cái chỗ đó. Mình không chỉ là người nhìn thấy được
làm thế nào để thay đổi, làm thế nào để giải quyết vấn đề mà mình còn có thể thực sự là kết nối, tạo ra những cái solution mà nó có giá trị cho cộng đồng của mình, cho xã hội của mình. Cái đó là cái mà chị cảm thấy nó rất là beautiful của cái nghề của mình. Câu hỏi cuối cùng là em biết là chị đã làm có rất nhiều vị trí lãnh đạo về marketing rồi, là có thể câu hỏi này nó sẽ không được thú vị như là với chị như các bạn khác, nhưng mà em nghĩ cũng rất là hay để mà tìm hiểu về thêm biết thêm để mọi người biết thêm về chị Chi á. Là nếu như chị được là CMO, ngày mai chị là CMO của một cái công ty hoặc một thương hiệu nào ở Việt Nam hoặc trên thế giới, bất kỳ công ty nào luôn, thì chị sẽ chọn công ty hoặc là chọn thương hiệu nào, và cái việc đầu tiên chị sẽ thay đổi ở đó là gì? Chị không biết chị sẽ thay đổi gì nha, sẽ brainstorm ngay lập tức. Nhưng mà nếu như có một cái thương hiệu gọi là thương hiệu du lịch Việt Nam, nếu như mình có thể quảng bá về Việt Nam cho bạn bè nước ngoài qua cái con đường giao lưu văn hóa, qua văn hóa về du lịch, thì chị nghĩ đó sẽ là một cái vị trí vô cùng tuyệt vời, chị sẽ vô cùng yêu thích. Nó cho mình một cái cơ hội unique để thực sự mình có thể kể những cái câu chuyện về đất nước mình, vì nó sẽ genuinely nó đến từ trái tim và từ cái sự tự hào của mình. Đấy sẽ là một cái vị trí mà nếu nó xuất hiện thì chị sẽ đệ đơn và có thể xếp hàng bao nhiêu năm cũng được. Chị nghĩ Việt Nam mình có quá nhiều, khi mà nói về tiềm năng du lịch, khi mà nói về làm branding cho đất nước thì còn rất nhiều điểm trống, còn rất nhiều cơ hội. Chúng ta cũng đang cố gắng, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong những cái hoạt động riêng lẻ thì cũng đều đang có nỗ lực, nhưng nó thiếu một cái tổng hợp và hài hòa. Mình nói chuyện ngày hôm nay là về câu chuyện holistic, một câu chuyện, một cái consistent platform để nó build over time. Mọi thứ nó không thể nào mà gì happen overnight, đặc biệt đối với cả một cái thương hiệu hoặc là thương hiệu quốc gia thì nó còn khó khăn đến như thế nào, cái partnership mà mình có thể build nó sẽ như thế nào, thì đấy sẽ là một cái cơ hội rất tuyệt vời cho chị, cho bất cứ một marketer nào. Và nó không chỉ là một cái cơ hội tuyệt vời mà nó là một cái honor. Chị sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc nếu như mà có cơ hội làm cái vị trí đó. Dạ. Chuyện thay đổi đầu tiên thay đổi đầu tiên maybe có lẽ là sự kết nối. Có quá nhiều những gọi là trái tim nóng bỏng và có rất nhiều mọi người có tâm với cả cái lĩnh vực này, thì tại sao chúng ta không kết nối? Có lẽ cái đấy là cái đầu tiên sẽ tạo ra được một cái big impact đầu tiên, at least là internally với chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ có thể lan tỏa cái energy đó cho bạn bè quốc tế. Thì cái đó có thể maybe sẽ là cái đầu tiên, cái nỗ lực đầu tiên mà chị muốn làm. Wow, rất là hay. Em nghĩ là đây là một trong những câu trả lời hay nhất em từng được nghe trong bao nhiêu tập vừa qua, nói về câu chuyện là marketing cho quốc gia cũng như là cho cái ngành du lịch của mình, và rất mong là trong vòng một vài năm tới thì sẽ có một công ty nào đó sẽ làm ra, sẽ được tạo ra, và tụi em hy vọng là chị sẽ bay về Việt Nam để làm công ty này và được gặp tụi em nhiều hơn. Dạ ok. Cảm ơn em. Dạ vâng. Thì rất là cảm ơn chị đã dành thời gian với tụi em ngày hôm nay á. Em nghĩ là cũng muộn ở bên phía đầu cầu của chị rồi. Thì cảm ơn chị Chi đã chia sẻ cho tụi em một cái case rất là cụ thể về Panadol và như một cái hành trình quay lại toàn bộ kiến thức của podcast. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng rằng mọi người đều có thể tự reflect trong quá trình mà chị chuẩn bị cho cái case study này, để có thể tổng hợp lại tất cả những cái thông tin, vì nó cũng khá là lâu á. Chị reflect on nó rất là nhiều. Dạ, vâng. Và chị nghĩ là chị hy vọng rằng cái việc mà mình kết nối tất cả những cái đầu mối mà tụi em đã học, tất cả những concept tụi em đã học trong một cái case thực sự á, nó sẽ cho tụi em một cái cảm nhận sâu sắc hơn về những cái mà mình nghĩ rằng mình những cái learning mà tụi em đã có trong những tập vừa qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast. Hẹn gặp lại các bạn vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Vietcetera và các nền tảng khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong rằng chuỗi podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.